Hello mọi người. Mọi người đợi tí mình chiếc xe đã nha. Hello. Mọi người xem, mọi người chia sẻ giúp mình với nhá. Đợi sĩ đang chia sẻ kìa, tí nữa nó lại không cho chia sẻ nữa. Không chỉ có lần chứ. Không chỉ. Xin để có số người đây. Hello, báo mọi người xem nhá. Hàng nhiều nhóm lắm, phải 5 nhóm, 7 chục nhóm. Nhưng mà nó chỉ chia sẻ chắc tâm được 7 giây đâu thôi. Sợ ok đó. Đăng quỹ, hello, hello. Hello em. Đây. Đấy, đã nói cho nó để tìm biết, nên coi chia sẻ lại nhé. Sợ nhiều con đẹp thì sợ, ui con 15 nữa. 15 mà cái gì sợ nhé. 15 á. Bảo có 20 mà có mấy hả? Đây, có 36 đẹp mấy lúc. À, hello Huy nhá. 36 của anh Huy thôi mà. Chờ anh Huy kìa. Anh Huy người gái không? Hello. Người gái không? Không biết gái không? Để ra thì anh là một người gái. 20, 33, 33, 34, 20, 36, 14. Có con nào VIP không? Ui, VIP rồi em ạ. Ngay đi quyết định phải lái buổi trưa. Quyết định phải lái buổi trưa. Bảo cho em con chim đã xe. Xe chi. Ê tí nữa Linh mua con số 10 đi, đảm bảo đã xe luôn. Điều xe chi thì biết, mà khi mua đã cũng biết luôn nghe. Đợi tí mình quay cam lên đi xe. Trước lớp vàng nhẹ dưới cung đào. Cầm chưa? Rồi bàn giao. Rồi rụt một cái tảng anh kia luôn. Áo đỏ trứng quân đỏ. Úi giời. Nhạc quá trời luôn. Ui giời, con công trình đẹp quá trời luôn em ạ. Mở luôn. Ui giời, công trình đẹp dễ sợ luôn. Con đẹp chứ đẹp ác má tiệt. Thì con áo đỏ nó đẹp này, con quần đỏ nó đẹp này. Công trình 59 nhé. Trời ơi, công trình này. Ui giời, chim tợn thiệt. Đó. Chim mái đẹp quá. Đúng rồi, con chim mái nó phải đẹp rồi. Chim nhà mình núi, con nào chả đẹp. Bộ dòng ok hay hơn con trước. Đây là để gửi lục lạc đổi con đây này. Mọi người chỗ có không chín đi mọi người. Nếu mọi người chỗ không chín đây này, không chỗ không chín là bắt đầu là sẽ trôi ngay này. Ôi. Mọi người xem mọi người nhớ để chia sẻ mỗi người mỗi phải bán chia sẻ. Ui, con không chín đẹp quá. Anh em hỏi bịp thì bịp đấy chứ bịp đâu nữa. Đó, nhấn tay thì con, chầm tay vẫn con. Bạn mình đang live trực tiếp, bạn vô coi không chỉnh được thì chốt luôn đấy. Mình đang live trực tiếp đấy, bạn coi vô coi thì coi không chỉnh đẹp thì chốt luôn đấy, con không chỉnh đẹp lắm. Ừ, mình live bên thỏ cho mau một tí ấy. Ừ, vô đầu mà coi. Gửi con không chỉnh đi cho thì anh còn bên ngay nữa tết. Đấy, tìm đi cho chưa anh chiếu rồi. Anh là bên nhau ra lâu nữa. Ê, Hoàng ca, ok, là chúng em đang tăng tên nhau vào đi. Không chỉ nên mở bán đô la lại, em 1.2 triệu thôi, nhanh gọn. Đấy. Mở bán đô la đấy, nhanh gọn, làm pháp, sống cho khỏe. Không chỉ cực đẹp luôn, cực phẩm. Đeo đô la thì lấy cái thì nhanh cho gọn đi. Đó, xuân xẻ Nguyễn Thiên Lai. Ui ơi, còn 20 chừng ta cái dòng tượng nữa. Không chỉ giá 1.2 triệu rồi, Linh ơi. Đâu vậy sớm? Ui, em coi con 20 chứ ra cái giọng gì sợ chứ thế. Chứ mà nói mình đám về mà nói ế ra giọng này tụ. Quất cho luôn nè. Bắt xe ra Hưng Yên làm việc luôn nha. Có giọng chơi râm nữa đấy. Một đông rồi, một đông con này một đông không được. Con này mau cũng giận như lấn giống gì luôn đấy. Gần giống gì lấn luôn đấy. Con này em đổ xong bộ lỡ. Cái mau đổ xong mà là cũng là gì lấn đấy. Chẳng phải bộ lớn đâu. Đó,
không thì để lại để bán đi ra, vì con này là rất dễ bán, bốn đẹp mà. Tổng to cho anh em xem này. Đây đó, con này đầu lóng xong là gì lấn luôn đấy, lấn siêu đẹp luôn mà nha. Đấy, không phải quảng cáo nhiều đâu, anh em cứ xem cũng chím là biết à. 1 triệu 1 triệu 2 thêm 200.000 chứ còn nhiều đâu mà. Đấy, chơi đi cả hội hình bây giờ. Đấy, ui là 15 cái màu gì chứ. Từ đó 36 là của anh Huy đúng không? 36 cũng đẹp. Đó, của anh Huy là à, chào anh Phương Bình nha. Đấy, màu tế được không? Đó, màu tế được không? Mà trước có con số 10 tế, có số 10 màu rầm như sao? Ờ, màu rớm có số, có số 10 này. Đám số 10 lên cho xem này. Chốt, bạn Tuấn chỗ con nào bạn Tuấn? Bạn Tuấn chỗ con nào? Trình Văn Tuấn. Mọi người chỗ không chỉ hồi hằng luôn. Bạn Tuấn đi chỗ con nào vậy? Không chỉ nào, Quy Tiểu Dũng không chỉ có giá 1.2 triệu. Đây anh nói chỗ thi lên nó kem số 4 nha, bấm chụp vào kem số 4 nha. Rồi, rớm này. Rớm số 10 này. Số 10 rớm đứng hỏi mà. Đấy, bạn tiến dùng chốt số 9 thì bạn lên cho mình số 4 nha. Không chỉ giá 1.2 triệu đấy. Đấy, màu là màu lấn là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, anh em hỏi rớm thì số 10 này. Đó, chia đồng núi. Anh Huy vô chưa anh Huy? Vô chưa, không gà em nói. Đấy. Có con tế gì không số? Tế thì có chứ, tế gì hiện tại là cũng đang không có đấy. Tế. Okay. Có bốn người rồi. Bên nào chỗ có không chỉnh rồi nè mọi người nè. Anh nào mà chưa lấy phố nè, thấy chưa, bên nào chỗ có không chỉnh rồi nhá. Đấy, mọi người cứ trả giá đi. Đấy, em coi thì là đó thì ok thì làm việc luôn. Đó. Ui, chim mà toàn bộ khủng hết. Có con nào bộ nhỏ hết. Chim này chim là bộ khủng bố luôn chứ đừng nói khủng nữa. Phải gọi là khủng bố. À, có con 29 này tế cũng gần giống gì này. Con này xong chưa? Anh đi cái chỗ này, anh đi ngay ở 3 giờ nặng, ngay thằng 3 giờ sáng đấy. Nếu bên nợ mà không chốt thì để cho Hải, rồi ok. Thỏa thuận lập 21 đến bên Hải, lúc này quá. Hoặc là để cho cái lâu trên đây chưa. Đấy, làm việc phải nên gọi. Đây, tê gì này, cho con đi ra đúng một ít mau này. Ờ, anh em hỏi tên gì, hỏi tên gì luôn. Ôi, xíu họ có nào họ hãy ăn ở. Trời ơi, họ đau ốc, tai. Đấy, tê gì này, đó. Anh nào tê gì thì lên đây này. Đó. Nhưng mà màu rùng hơi nhiều, con này gió nó chúi vào chợt màu rùng hơi nhiều. Rồi, tê gì mới rồi, ai hỏi. Nhân lên. Không chỉ đã xong việc rồi anh nhá. Đấy. Bộ này em vô show kiểm con nào viết hơn mấy con này. Em có 29 không à? Kiểu này vô rá thêm tí. Ôi mọi người có cái đâu có 29 đề hàng mau rá thêm tí nữa là hết xây luôn nè. Không có cho đây coi này, tê gì này đó. Đoàn ai mới hỏi tê gì thì tê gì đó. Họ vô độ lóng thêm một tí nữa thì đúng hỏi nữa. Đây Nguyễn Tuấn hỏi có con nào tê gì không shop này. Đây cái gì đó và việc luôn. Chứ là trưa nắng mấy ngày nay đang live mà thấy nó live 15 mắt xem thì khó rồi. Giờ người ta đang làm việc, đợi anh ra chuyển tiền cho. Ok, xong chưa? Rồi xong việc chuyện xong. Chiều là gửi chim lên xe luôn. Đó, tê gì được. Phòng nhỏ lại cho anh em rồi. Tiếp tục thì đổi con số 10 rớm anh em hỏi rớm. À, lúc cả bố nghe, có con số 13 dạ 6 bác. Số 13 đâu? 13 là có Minh Nhoe đúng không? Minh Nhoe chuyển đi nè. Đây nè. Đấy. Con này đúng không? Có Minh Nhoe này đúng không? Ừ. Nhoe số 29 giá sao? 29 lấy 1.2 triệu thôi. Đấy. Tê gì đấy? Anh em hỏi tê gì? Con số Nhoe chuyển này lấy anh em 800 thôi. Đó.
vui vẻ chưa? 29 giá sao? 29 1 triệu 2 tệ gì? 29 gì? Đem chị sơ để mua phẩm tối mọi người đó. Xem cái đâu này. Thế là cách khóa xuống 10 này. Còn nếu mà đổ lóng thêm mô phạt nửa mau ra nửa là ổ dồi ôi lúc. Ừ, có là đổ lóng nửa này thôi. Đừng có ba này nó rồi, mà nó mất công ra. Nói chung là mọi người chỉ cơ móc số thôi là biết bao nhiêu ảnh mắt phải ngược nhìn. Cái đâu có ý tí. Chim cần giá bao. Đây 29 giá 1 đồng 2. Nhảy như ma nhảy đó. Nhạc lắm, nhạc như con ba lê một đôi. Đó, lê. Yeah, được câu chưa? Có người tạo nào. Ui, mọi người có cái đâu có hai chỉ là mất chỗ tê. Thế còn cái màu bị rùng hay là đá lá hay đắng ạ? Màu dễ sơ đi. Còn nếu mà có màu bằng con số 10 thì thôi. Tại được miếng. Chà, con 19 nên tính nhận nhạt như này. Năm bên góc nữa mình kín nữa. Qua đây em hơi nhạt. Để một tí. Đó. Đúng rồi, có cái ảnh nào lúc này hỏi là có con nào máu rồng con ở đấy không? Có con nào máu rồng thì con bị bá nên rồng thì giống như cái mẩy. Ừ. Đây, anh đang chia sẻ để cái mắt xem lên nha đó. Có một bên được hộp cái số nhoe, số nhoe 21. Ừ. 21 được dòng dữ lắm. Thôi cho con 19 ra rồi. Không lên bồi cho ra. Cho ra 5 tiếng trong tình. Thế có số nhoe nha. Chọn sợ. Như vậy có nhạc đi về. Mà không máu. Con bất chấp đi thôi. Nhà kêu bất chấp. Ui giời ơi. Cái lọ khảnh nguyện. À, trong phiếu con mới nghe xem thôi hả? Để vô bên đi chia sẻ đi nha. Chia sẻ đi. Chia sẻ bên nữa mà không ra chỉ là qua live bên đây cho cái mắt của biểu con ý nữa. Không ổn thôi. Thiệt, lái mà mắt kiểu này là không ổn thôi. Cái kẻ này đang bị bọp đấy biết này. Giờ hắn mờ, cái thò đầy gì là hắn mờ. Đấy. Bữa trước hắn mờ sướng này. Lược mắt xem đấm. Chắc sẽ chuyển qua thay lái thò đầy gì nữa rồi. Đấy. Là con sớm quá. Sớm bây giờ nên nữa mà sớm 11 giờ mấy đâu mà sớm. Thì cứ cố gắng lái mà cái bài nó một ngày này đến nếu như không thì ngày mai thì qua live Facebook thế. Ừ. Đó. Mọi người cho mình một chia sẻ trong hồi nhỏ hoặc là lên tương đi. Mọi người xem mà cho một nút chia sẻ là ngon. Mà 38 đẹp gì trời. Như một bức tranh. Số gọi có 29. Trời nóng rồi mà mắt xem hơi ít là mình khó. Em khỏi góc số mấy? Có hai chị đó, con gì 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 nữa. À, cái đầy cái đá thằng mạc. Bà đi vô nhà, tới giờ chính sợ. Đó, tui là nóng. Chạy mở đúng không? Rồi, 17 anh em nó xem này. Em bỏ cái kỹ mà khỏi chiêu đấy. Đó. Anh em xem comment lên cho vui nha. Để bỏ con mà xiên dòng này cực kỳ xiên dòng cho con hai chị ra. Alo ấp xuyên nghe. Ra nóng rồi mà cái kia cũng có cũng like luôn. Rồi lấy rồi mọi người đẩy view nè. Mọi người đẩy view giúp em lau. Có một pip pip. Ui có một rồi cái con mà gì nữa một rồi. Cho ra sống nha. Gì đây? Con 13 xin nhông lắm nhá. Con này thì nói chung là cái mò liều lá liều lít. Ôi chào khổ nha. Ui à, nóng mà em đừng cháy quạt nếu chịt luôn đấy mày. Xin lỗi đừng nhắm nhé. Ui à, em nói quạt cực luôn á. Đó. Mà lấy vừa béo quá của chắc là. Trời mà đi rồi mà chỉnh được cái gió đó. Dạ, kích cái dòng lên cho chim ăn chơi. Tôi để chia sẻ cho mình xem. Chia sẻ đi. Chào đầu xanh, đầu đỏ, đầu vàng như đây này. Đó. Đâu xanh. Đâu mà. Đâu xanh mà giọng mình xin nâng đâu xanh á. Ừ. Đó, sao con nào đẹp hết. Bác sĩ thì không có rồi. Bác sĩ làm gì có mà chín mua này bể đậu làm gì có mà. Năm sĩ cũng không có. Con mua đi vẻ 500k để em ra chơi với chị ơi. Ra đây nhà em một nha. Em ra em treo lên cho mà vô giải là lấy thôi.
Nhưng mà hỏi nếu mà hỏi nhật tin nó bất kỳ con nữa chị nhật tin được chứ hỏi hỏi mà nói cười ra được mắt nữa là nguy hiểm lắm. Đấy, ra nhà anh là anh cho một phát là khỏe luôn. Ứng con nào là xách con đó đi thi, vô giải là bỏ tiền. Con không chỉnh đẹp gì chứ đúng không? Ừ, đẹp quá đẹp luôn. Con nữa gửi qua cho anh nữa ba. Tao áp lực kể là anh chuẩn ngay. Thì đẹp rồi mà về. Anh chuẩn nó như thẳng nữa đấy. Rồi. Ôi nhiều người lắm. Hả? À, hai, hello hai nghe. Kích cái dòng lên cái. Rồi anh em ổn định chưa? Bắt đầu này, chứ bắt đầu ngắm chim này. Con nào đẹp thì lên cho anh em này. Có ba chim đẹp gì chưa chứ? Có 35 tê, hình bộ có 35 đẹp. 37 hình đẹp. 35 hình bộ đẹp nữa. Để 35 bỏ lên trên vị trí con 33 này, 13 bỏ xuống cho liều lá liều lót này. Rồi thay con 31, con số nhà này, số nhà mới đi vào trong 13. Mới quay một kiểu dòng đấy chứ. Số nhà trong 13. Có con nào sỏ xì không? Không. Được chưa? Hello chị bạn nè. Sỏ xì là chỉ là hát cục thôi. Cục đuối thôi. Có. Ờ, có lấn nào không sọc? Lấn đây đấy. Lúc này có con gì đẹp mế kia. Một đồng hai. Kiểu chim hoàng nhạc các mọi người. Chim hoàng nhạc mình đi quá hàng sờ nó tục mau đấy. Nhạc lắm. Bội vô bè. Hai bạn nhìn này, bà bạn. Mà bài đẹp quá, đẹp lắm. Rồi, cho ổn định nữa nè. Cho ổn ạ. Mọi người nhìn con ba lắm kìa. Ừ, đúng. Ừ, thì có nghe ở phía dưới thì đẹp, đẹp ngựa. Từ đây nè, con 37 là ổn định nè. Dòng. Xuống nha, nó xuống nha. Chuẩn nha, dòng chưa lắm mà đoàn đẹp lấy hẳn chiều dòng đó. Ừ, có 15 lần rồi. Không tạo một bộ hình chuẩn. Có các chị hàng xúc dữ dã không? Có 20 quảng đoài đó, đẳng cấp luôn. Có chị hàng bố nó cái kể đấy. Để tìm tìm đó. Không chị xúc mà. Ôi trai Ngọc Quý này đó, mặt lên nhân là ok này. Thế thôi mặt tụt là thấy mất cả cái chuyên cảm hứng. Chưa buông anh Ngọc Quý nghe, xả buông mắt ra một chuyện đến là bị ngoài. Chị này giả mấy tuy con, nếu bạn hỏi con nào mình bảo giả con đó. Để chỉ mình từ từ nó ổn định nó đánh đó. Mở cửa thoáng quá. Ừ. Đi qua đi về, người cứ đi qua đi về mất bố. Ủa, con không ba cái đâu đẹp chứ. Con này số nhòe này nó cũng không chịu lên bồ à, tao cho mày ra luôn. Bữa tre mất cô châu mới nó. Chết rồi thì mua con khác. Tiền nhiều để ra vị trí. Có tiền là thì cá có quyền. Có tiền là lập hiền thiền hài chứ. Có tiền mới làm tiền được chứ mà. Đây, chị này có không muốn có được ra đó. Được có lớp tiền. Còn đâu tiền à? Có mình không bán nó cái đôi đèn hả? Không bán này. Có 35 hình bồ chuẩn đó. Có 35 hình bồ siêu chuẩn lắm. Siêu hình bồ lắm hả? Đó. Là hồi trước mà chỗ đông. Được lý đáng đời bản nơi con xíu ho ơi à. Cũng được thôi anh vẫn đi gì đâu. Anh nơi chút con đó, nơi con em nhớ mốt. Nó tặng bố nghe. Đó. À. Quay sát cũng 35 rồi, đẹp lắm em. Đẹp cầu công. Để từ từ để em lấy kìa. Em quay cũng 35 cho anh xem, đẹp lắm. Nặng quá. Hôm qua trời mát mà hôm qua bệnh viện chứ hôm qua lai ngon nè. Xin phép ba mẹ chưa? Xin phép ba mẹ chưa? Mà đôi mua chim. Đó, đó, chụp cái bồ dị chứ, phải chụp cái bồ dị không? Đó. Bồ là quá định luôn mà. 14 cái dòng dưới. À bên ở đoàn rồi, hồi 6 xì có 14 mình quên rồi. Không
14 đấy. 14. 14 như thế. Đuôi cột cột đấy. Thôi thôi để lại cho mọc luôn được. Ôi giời, ở đây nóng nệm phải trục lắm. Con 35 này lẻ em 1 triệu thôi. Đấy. Siêu chuẩn rồi đấy. Đó. Để bỏ thay con khung 1 lên đây này. Ui giời lắm. Thì vô chia sẻ đấy, vô chia sẻ cho tay đi. Ôi chào tí nhá. Tí lâu ngay hả? Tí vừa chưa mất tính lắm. Tí vừa chưa đi Sài Gòn rồi mà nữa mà. Đó, 35 này hình bồ cho anh em xem đó. Đến nay tôi đồng giá cho anh em 1 triệu đấy. Để bỏ thay con khác nữa. Thay con không bán nữa, nó không bán nó vào đây. Chiều đánh con 35 liền. 35 là sổ dế rồi mọi người nọ. Ai cái tuổi năm mùa mới dế hay là đang có ý định mua 35 thì mọi người mua đi rồi chiều về quốc một con 35 vô bơ 2 lô. Ừ. Hôm nay em lại trúng đề, cảm giác ôi thật là phê. Hôm qua mơ con 81, thêm một em đánh có 82. Ok chị bé, chưa chơi khô máu luôn. Đúng rồi. Nhưng mà chơi xong nếu trúng thì nhớ quay lại mua 9 đề. Trời ơi nó nóng. Trời nóng đi mà lại đi mà anh em chút ít con là thì hơi buồn đấy. Đó. Trưa mà nắng hà mỏ đấy. Cố gắng lái cho con 27 bộ đẹp gì chờ cho em. Thế đấy. Không một lên này. Ui à, không một cái bộ đẹp này. 500 thì không có anh ơi. 500 chỉ có hàng cụt thôi. Hàng cụt đuối thôi. Mà hàng cụt đuối thì em đang thả trong lồng chữ ấy. Hàng bể đậu mà mua này là nhập giá cao lắm. Thành ra là hàng rẻ là không có. Đấy. Chứ là có không một cái bồn đẹp gì chứ. Một bà lắm chứ bồn đẹp ấy. Ui có bà một nha em này. Má cái bồn gì chứ. Đẹp. Để thấy con 35 cho 31 lên đủ một phát cho anh em lần. Không một bao nhiêu tiêu vậy? Không một đấy lấy 1 triệu đấy. Vui vẻ đấy. Thấy con 35 đây nè. Cho con 35 ra ngoài tí nè. Dạy láo rồi nè. 31 đấy. Không một có giá 1 triệu nha anh Nguyên Luân. Không một có giá 1 triệu. Thằng chưa lấy hình bồ đấy, kiểu bị nhạc á. Người đứng gần là nhạc hàng cục bồ đấy. Để nó ổn định đấy, không lại được. Nếu tự tạo được tạo tới giá nhé thì thỏa sức lựa chọn thôi chứ. Thực sự phải để cho nó tỉnh chỉ 1 tỷ đấy. Đấy. Rồi em xong em kích cái dòng đấy, ngồi dừng yên cho đậu chập ra. Dạ, vui rồi không một cái bồ gì vậy chứ. Trời ơi, cái đầu lấn em đây. Con lấy cái bồ đây. Bồ không dữ ý. Ừ. Mày có mà đánh mà chôn chôn về trượng này dữ đấy. Ở đây, đây. Cái bồ thật ơi. Bồ mục tiêu là xài lâm mẹ thôi. Cái đầu gì sờ đi. Mình nói lương mình cho mình nói like không rửa 35 cái xem. Mình nói lương cho mình nói like không cho mục tiêu ở đây. Ô đánh rế này. Rế câu dèo chứ này. Anh em nói chỗ thì nhanh này. Kẹo tí nữa là dành nhau này. Bảo đại anh em không dành nhau gì chịu hết. Em quay clip con không một lần. Là khi anh em chỗ kèm đánh đi cách đấy. Đó bằng clip. Đó, ui dồi dồi. Mấy anh em hỏi về video nhiều lắm. Quay video lắm. Chào cũng vô. Bộ đứa. Ừ. Rê con ngá này. Con này rê câu. Cái câu giống cái con của anh Hoa Lúa. Ừ, cái câu một cái đầu đẹp cũng nhiều. Đầu quá xuất sắc. Bồ đẹp hơn. Ui, con này. Anh Tiên Hoang này, anh vào cái anh xem con khung 1 này, hàng rễ này. Làm một phát mà đem ra mà chấm luôn này. Mà qua năm mà lại dài này. Đó, anh nhìn cái đầu mà con nó đánh rễ này. Rễ cùng ngang. Rễ nhấn câu lắm.
Đó, xem bụp một phát ra ngoài cửa viện. Mẹ bạn hát lắm, quan đến mà chín sơ khác. Ra cửa viện. Nó đi vô. Điếm lên, điếm vừa thôi. Điếm á. Đó, quá đỉnh. Không một cái đoàn nữa, có nhiều người hỏi video thì gửi video cho họ. Họ hỏi quay video nhiều lắm, mà có rèn mà quay mất. Dạ, xịp chỗ nào xịp phải anh Thịnh Nguyễn nhá. Chỗ nào em cũng xịp cả. Hà Nội thì có bến xe được ngâm, bến xe... Bến xe được ngâm, bến xe Mỹ Đình. Đấy. Dạ lắm. Đủ bến xe. Còn đợt đợt Ngọc Hoàng mua con rế này chưa lên ngon thế. Chưa Hoàng Sơn hay Hồng Sơn nhất. Con rế này là ai mua? Thằng nào đánh tục rồi, nào đánh thấy lắm. Đó. Lên. Ui giời. Mê luôn. Mê luôn. Ê có này để đại đuối đúng không? Nè. Có hai chị của anh thôi, nó có rồi anh là tất đông. Bạn luôn rồi chiều hai thôi. Bạn cho ai? Lộc lạc lối. Nó nói dòng hay quá trời luôn rồi. Mà nhận tín đó. Để chơi mà để có được không mà, để có được không mà. Mình cứ nói thiệt cho chim thi chim đâu nướng nổi chứ nuôi con thì anh là bảo đảm nuôi mà vài tháng thôi. Ra đánh rế câu là mế luôn. Với cái bồ này nữa. Rồi để đó cho anh em một chặp đi. Lên có thấy con 31 nè. Bỏ con 23 này. Con này thì đấu thì chém thôi rồi luôn này. Đó, lên bên em chỗ cho là xuống lái. Lái mất câu. Lương bên bố chơi đấu giả con chim thi thế. Đấu giả thế chỉ 400k thôi mà người sẽ sở hữu được một con chim thi đã vào chung kết. Chung kết hai lần rồi. Đây, đã vào chung kết. Rất nhiều top chỉ với 400k trên một combo. Đấy. Chỉ 20 combo thôi, một combo là 400.000. Do lương binh chơi hai lần chấp nó. Đấy, 33 anh em nó xem này. Nói chung anh em xem cố gắng này. Vừa xem cố gắng vừa tốt đi. Còn một đứa. Một con nữa nhá. Ui ơi, không mỗi anh nó đẹp gì chứ. Mấy người hỏi video loạn lắm. Không nhớ ai mà gửi thôi chứ. Anh em cứ hỏi đấy là quay con một vịt là quay cũng là tốt luôn này. Cái đi bạn hình ảnh thôi khỏi kênh clip được. Có một dòng dữ. Điều anh nói có 20 thì 20 dòng tưởng chữ thôi. Anh đồng chứ? Đó, chào 35 anh em đang xem này. Ui, 17. Ê, còn 29. Tê rồi vẫn thoải mái, thành lọt dòng nữa. Mãi vẫn mãi. Thôi lăn đâu mà mãi được, đem lọt dòng hơi điên hết. Đúng chưa? Chúng ta là dẻo dai. Con này lọt dòng 100% chứ, anh mãi thì mới 54 là mãi được. Đấy. Đấy. Rồi, bye nha, nó xem hỏi con nào đó này, bảo giả chứ này. Trời nóng quá này. Mà ngồi lại thì anh em ơi. Không một, em cũng báo xịn được anh nhá. Đấy, không một 1 triệu làm sao báo xịn được. Tí nữa em bán trên clip, em bán là 2,5 triệu bây giờ mà. Bây giờ trên live em lời nói 1 triệu thì em bán 1 triệu thôi. Nhưng mà con đó thì bảo đảm về. Về anh em là con đó là mình sẽ bán ít nhất. Là rơi vào giá nếu bán cho video là bán 1,2 triệu là ít nhất. Đấy, điều đến live là bán trực tiếp như thế này là hố giá mấy buộc phải bán mấy thôi. Lỡ môn hố giá 1 triệu. Con đó và anh cứ nhận con chim về thôi, anh xem cái hình bộ cũng ưng gửi lại em luôn. Em trả cả tiền xe luôn. Đi cái hình bộ con chim á, đẹp lắm. Đấy. Rồi hồi chưa lái là bạn được con nào đó nữa. Bạn được anh nữa. Ờ. Thôi con thay đổi lái tất. Chứ lái như này chán lắm, lái 40 phút rồi chưa bạn được một con rồi. Thôi chắc là xuống lái luôn nè. Dạ 100k nè, xịp ra Mỹ Đinh là 100k. Đúng không, 37
xem á. Ừ, thì con bảo mình đi xem nữa. Đây, nếu như tính ngày hôm nay mà không ổn thì bữa sau mình sẽ lại bên Thọ để nghỉ. Đấy, tại vì nghỉ lâu rồi, bị khóa Facebook một tháng rồi, bị bập tương tác rồi. Bập tương tác nhiều lắm. Lúc trước là bạn cái Facebook này bạn là xíu chày luôn đấy. Mà giờ lên bạn là ngồi đây nó khám mấy ngày này đấy. Ngay bạn được 3-4 con. Thế thì bạn cho anh trước đi. Là sao quên? Dạ thì đấy em bán 1 triệu để anh. 1 triệu nó quá hơi quá nào. Em bảo đảm anh nhận con chim, anh cứ chế chim anh gửi vào là em trả tiền xe lại cho anh luôn. Đây. 1 triệu bao ship nha. Còn 1 triệu bao ship thì em cũng bao được nhá. Đây, nói với anh vậy. Muốn về thôi. 1 triệu bao ship thì không bao ship được đâu. Anh cắt khẩu á, anh cắt khẩu bắt quá nhà em, gần nhà em ở rồi em báo xích cho anh. Với giá 1 triệu, chứ anh ở Hà Nội xa quá mà con chim lừa mua bảo 1 triệu. Bây giờ anh đòi báo xích nữa thì làm sao mà báo xích được, trừ khi anh phải qua ở gần nhà em. Clip luôn, nếu anh chụp nó khó clip không? Anh chụp nó gửi clip qua cho anh luôn. Đấy. Em là quay những con mà em quay clip lại thì em không thể bán rẻ được. Vì anh em hỏi clip nhiều lắm nhưng mà em cũng rảnh thời gian để mà quay là thật với anh em như vậy toàn bán lại à. Đấy. Thấy chưa? Đang đấu này. Ui giời. Chín này. Facebook ngày mấy ngày nó bị chín rồi, con chín này. Đó. Con chín này. Đó. Trời ơi, con chín này. Ơi. Đấy, anh chỗ thì anh lên phone. Anh chỗ thì anh lên cho em số phone anh Nguyễn Thanh Nguyễn. Đấy, anh cứ này luôn này tới cho nếu anh không chốt cái hệ thống chốt này. Đó. Đây, anh Thanh Nguyễn chỗ thì anh lên số điện thoại nhá. Anh Thanh Nguyễn chỗ thì anh nhanh gọn đi nha, chứ không thôi là có người sẵn sàng chốt thì em liên hệ cho anh Thanh Nguyễn cái. Rồi nhân cọc luôn rồi đánh kịp thẳng đấy. Không. Rồi bảo hệ thống đợi mình một tí. 0987433728. Không một đẹp thơ. Nó rễ câu ngang đẹp mà. Lên mô rễ câu ngang đẹp mà. Mình khỏe nhất là rễ câu ngang. Những con mà đẹp mình rễ câu ngang làm đối thủ khó chịu lắm. Một triệu đúng không ạ? Dạ ok, có gì? Dạ. Dạ dạ. Anh cứ nói đi. Dạ ok. Rồi anh yêu tâm. À, có gì em gửi số tài khoản rồi anh cọc giúp em 200 nghìn nhá. Đấy, nhà cọc luôn rồi đấy không thẳng đấy. Dạ dạ ok, mình sẽ bị điên rồi ok. Rồi ok anh em đợi tí nhá. Đấy, anh em đợi một tí, chiếm này đợi con rất nhiều. Nhưng có lên gâm đánh thì anh em chốt thôi. Vấn đề gì đâu. Không một nên nào không chốt thì em sẽ để cho anh kia này. Bên kia anh nhận cọc thì em sẽ để cho anh em liên hệ anh đất con để em bỏ chim ra đó. Thành Nguyễn. Dạ dạ ok anh. Em gửi số tài khoản đó, anh cọc cho em đi. Để xe mỹ đinh Hà Nội này. Chưa gửi luôn đấy. Chưa, em gửi đó sáng mai anh nhận luôn đấy. Ngủ về là nhận được chim luôn. Sure, ok em. Đấy, từ là đó, mọi người thấy mở bản cho tụi mình. Hello Hưng. Đó, 11 này anh em này. Nói chung anh em có mua mình mới có hứng mình like. Người có ừ. Bao người dễ sử chứ. Ở đây có máy nhưng mà mắc kê nó đi. Mọi người đừng quan tâm tới con đấy. Con máy hồi đang với chị bé luôn. Đã hai con về là đổi cảm đổi đôi luôn. Đó, 30 thì bộ siêu đỉnh lắm. 27 bộ đẹp. 26 bộ đẹp. Xe đi qua đi lại, bên như chim. Nó đóng cửa lại nó nóng quá. Có 11 thấy lắm nghe. Tập 2 trong mình kêu lên chợ một chút. Cho nó đứng có gió. Ngay đứng gió. Giờ còn 29 đấy. Đi ra đi. Thôi để đó đấy.
Thôi đưa về chị bé luôn. À, để ngắm có một đứa lên nhọn đầu phạt đấy. Có không một cái bạn đứa xe cho tôi nhé. Có không một để chụp ảnh hàng like rồi. Chụp ảnh hàng like rồi cái clip cho anh nên là gọi luôn. Đứa nó có một cái chất đẹp luôn. Bạn đứa học xe vào lắm. Thôi đội có 30 này cho xuống này. Cho con này lên cho anh đang chụp cho nhanh này. Ba mươi giá sao? 30 giá sao? 30 1 triệu. 30 có giá 1 triệu nhà anh đó. Tuấn Phan, Tuấn Phan. Ơ cái anh ở Sài Gòn đây đúng không? Phải anh Tuấn ở Sài Gòn đây đúng không? Đấy, 30. 30 giá 1 triệu để lại cho anh xem đấy. Có 30 hình bồ đẹp lắm anh Tuấn ơ. Anh đi lúc trước có mua một con đông gửi đấy. Huế mông. Còn 200. Nguyễn Văn Thịnh đã nhận cọc 200 rồi nhá. Đấy. 30 thì anh xem này, anh xem chỗ không này, chỗ cho em đổi con khác này, không 11 lên đó hắn chịu đánh nữa. Dạ. Anh mua con kia đẹp nữa. Đẹp nước bay. Đó, ui giờ 11 lên này. 11 lên cái bộ chuẩn nhé. Mình mà giúp chích cái là hắn chịu đánh. Khổ lắm. Giờ không có 13 cái dòng gì sợ lúc 13 ra thúc cái dòng quá tư. 13 là về anh em là núi là về bảo đảm về là hột luôn. Bảo đảm một cấu luôn mà. Có 14 dòng. 13 dòng dữ. 14 dòng dữ. 27 thì đâu đẹp hết. Ê, như nhìn ở trên đó. Hình ảnh nó không được đẹp bằng nhìn ở ngoài đâu bông ấy nọ. Ở ngoài đẹp lắm. Ở ngoài là bộ lóng lánh như vì sao luôn ấy. Trời nặng quá chính hà mò ảnh chịu đánh đấy. Cho nên hắn thúc dòng đó. Hắn nặng quá mà. Đấy. Anh nhận biết đó. Thì bức của em là gì nhỉ? Thôi chăm mong thì anh ở có ở trên hồ nhỏ lắm. Ờ. Đây đang live trực tiếp đấy anh Lên Tuấn đấy. Em đang live trực tiếp đấy mà. À chào Thối nha. Đấy TikTok chào Thối Nguyễn. À cũng live TikTok. Dạ TikTok nè. Đến mua chim đã anh ạ. Mua nó chim ít em live Facebook à. Đấy TikTok thì mình live TikTok thì phải là bán chim rẻ ấy. Đấy. Anh xem con 30 ok thì làm việc. Không ok thì em bỏ con khác lên để cho nó. Cho anh em có nhiều sự lựa chọn. Cặp dơ của không hai là giống như cặp dơ của ông thầy nữa té. Cặp dơ vậy sợ. Cặp dơ tốc độ chạy và lại tốc độ đi của ông nữa là ý xì lốp. Hello Nguyễn Phong. Anh đang bế có 29 con. Đó. Tốc độ không hay lắm đâu. Đến thế, đuổi giờ có 15 đó. Rồi, con nữ mắc rắn lắm. Mua à? Đây. Đó, 055, 02 đó. Cấp do chạy kiểu đó. Rồi, nhạc hết. Thích đủ thứ, hung dương. Đấy, cạnh xe này, mọi người thấy cấp do của 02 chưa? Mọi người thấy cấp do chưa? Đi nhà rửa mắt rung sờ lông đuối luôn. Rồi ổn định cái đã. Hello Quỳnh. À, hello tất cả. Con đi cận xe luôn rồi. Anh em, con bị có cùng tạm xiên dòng. Đó, không hai ui cái bộ đẹp. Cái bộ chưa? Để tôi thử để nhảy cho anh coi, nhảy kiểu lắm. Nhảy câu tục hả? Ừ, nên cái cấp cho hình nhảy kiểu lắm. Chiều 2 năm 4. Một ngày năm 4 là anh nở. Ừ. Mình đi lấy lóc đó. Lấy lóc đó không bệnh đúng không? Anh hai chuyện một nở lóc. Kìa lại.
chiều Quảng Bình chiều gửi luôn. Chiều báo cửa cho anh luôn đi. Anh chuyển tới cửa có đấy, 1-2-5-10 đó đấy. Ừ. Rồi ok, anh em ổn định đấy. Đấy, rồi, hiện tại là hai con rồi nè. Đó, trưa nay bán được hai con rồi nè. Giờ mà chỉ tiêu là bán thêm khoảng là 4 con nữa là đẹp. Đấy, anh em xem đi, có chốt con nào là chốt luôn. Mà con vượt quá chỉ tiêu thì quá ok luôn. Để thay đổi chương trình thì bán cho anh em là lên cái con 14 này, bán cho anh em 800 rồi nè. Anh em về nuôi là bộ đuối là chỉ có việc chơi thôi nè. Không hay, không lấy tiền luôn nè. Đó, con này đang có thiếu mấy sợi lông đuôi. Đuôi này đúng, đang lên. Không hay, không lấy tiền luôn. Con này thì rỉu ra rỉu rít luôn đấy. Đậu đi con. Đó. 14 này thì 800 thôi nha. À, chào thằng em sang đồ này. Mãi là mình gửi mà trắng. Mà gửi một chi nữa hả? Ừ, con thần chồng dị chứ. Con chỗ nhà nên dòng dữ đó tư á chơi cho nam chùa nhờ dòng đó. Ừ, không hay chứ nhảy có anh em lên con này cho anh này tê anh chụp cho luôn này nhá. Em lên con 15 này tê cho anh chụp cho luôn này. Tê đấy phải gọi là phê tê lê á. À, có 15 này cho tê ra chụp cho luôn này. Đấy. Chị ba nói là chị chín đạt xấu thì có cái đạt bao nhiêu. Ô, nó ngay đi thứ mấy hè? Ngay đi thứ mấy? Thứ bảy là mai miễn trị hàng chủ nhật cả kia nó. Hàng 10 ngày đất rồi tế đen sông mà đấy đấy 15 này để cho đóng bao anh xem này đấy tế này tế bồ dai không mà đấy tế đấy lấn tế đấy 15 đấy bù là cực kỳ dai luôn đó hành nặng quá chỉ mình hà mò đi hôm qua trời lái là đẹp luôn ngáy nghi luôn. Đó, màu tê này, hàng mình đánh một phát thôi là chỉ có là mế hương lắm. Thấy không? Phỏng to cho anh xem này. Đó, sống mạ màu tê này. Đó, tê thì tê luôn. Anh chốt thì chốt luôn này, em lấy anh 1.2 triệu thôi này. Hàng này về thì nó thiệt, gọt không hay không lấy tiền luôn này. Đó. Đâu quá xin cho luôn cái đẹp chứ nữa. Thấy chưa? Anh đang yêu cầu cái thứ gì chả có. Lấn tế mua đây cũng có nhưng ha ít lắm anh em ạ. Lấn tế mà hàng gì ấy chứ coi mà lấn tế thì đây. Ừ. Ok chưa? Tiếp tục là ngồi gông gánh đấy. Giữa trưa nắng hè ói bức. Nắng đấy mà cực luôn đấy. Thôi đừng cực. Nắng ấy cực lắm anh em ạ. Nặng quá cực ấy. Con 12 là đánh tổ con. Đó. Rồi cách con 02 lên con 08. Lên đi mà anh em ơi. Khúc chiều anh em đi mà anh em ứng rồi thôi chứ. Chiều hết cả cái tính tâm hồn luôn đấy. Từ ngày thầy Thịt Minh Tuệ nó xuất hiện là tự nhiên lượt view của mình giảm rất là nhiều lắm. Không biết vì thầy hay là do vì Facebook của mình nhỉ. Từ ngày thầy xuất hiện nổi như cô là tự nhiên mình là bị tụt mắt xe. Hello Ngọc Duy. Ngọc Duy là Ngọc Quý. Đó. Không tạm này nó đỉnh lắm này, giọng nó đánh thẹp luôn này. Đó.
Đây, đánh phạt thì anh em chuột luôn này. Đó. Anh em bắt được tiệm đây còn chưa lại đấy mà. Nhá. Trăm người là 10 ý, em thấy màu tế 15 đẹp chứ rồi đó. Mà lại thế. Màu tế siêu rầm luôn mà. Gọi là siêu mau luôn. Còn là phóng càng rồi nhưng càng đẹp. Tại vì khi mà mình bảo mà bảo mình bảo chứ cái gì là họ sẽ ngồi đời chiến đấu hoặc là đợi la đắng là họ một chút chứ họ không mua cho mình mua thôi. Tại vì tâm lý của họ vậy. Đôi lúc họ thích có bên lắm nhưng mà phải đợi cho họ đủ ra. Họ chờ đã. Anh Phương Bình nghe đến mời vô đỏ mà rắn chứ hồi chứ nghe anh nói nắng hết. Thì hồi lắm phải Phương Bình Đà Nẵng. À Lương Bình này. Bao nhiêu một con em? Dạ tuy con em ạ. Đấy, trên line này thì hiện tại là chỉ có con 15 ấy. Là hẳn có nhịn nó 1 tỷ là 1 triệu 2, con đông giá 1 triệu. Rồi chốt con nào thì chốt. Đỏ. Đỏ không phá. Ui, nặng mệt luôn. Ôi, anh đang xem đi, anh em cũng có hình lái vì anh em nói chuyện là mình nói chuyện theo. Nói chắc đấy giống như mà mười đường lòng in đen thế. Nhưng có câu sáu với bộ gì xưa nhá. Sư vật phải có không một của anh nữa đó. Không một đẹp nữa. Không một đẹp nhé. Không một quả đỉnh luôn. Cái anh Hà Nội là chủ có không một quả đỉnh rế câu. Chỉ mà sáu đến hay là chi chiều luôn. Đẹp lắm. Kể đuối á. Sáu đến hay là chi chiều luôn. Còn đuối xe có. Để cái công 13 bỏ 35 xuống đó. Có ba mụn lên chứ. Hả? Lên mà mọi người phải chỗ cơ. Khi nào mà lên như chim đẹp mọi người sẽ mà cười lăng thế như đi chẳng lắm. Chẳng lắm. Lăng thế như đi là mình mệt mỏi nữa. Không là mọi người có thể mắc cả được. Chắc viên lái ở với phè cũng được. Đấy, mắc cả thì chưa. Họ hôm một chiều mọi người trả 100.000 nữa rưa. Không tạm giả sao? Đâu đó mới bế cất con không tạm nữa hả? Không tạm bế cất. Không tạm giả 1 triệu. Ở chỗ Bắc Minh La đông nhà 1 triệu, chỉ có 15 la giả 1 triệu 2. Bán triệu luôn, khỏi triệu 2 luôn. Cái mà cầm qua rùng mẹ xin mấy thì mua đi mua thay lấn chán thật đấy chứ. Không tạm là 1 triệu để anh Phương Phú. Đấy. Em vừa đem cất luôn đấy, không tạm bộ siêu đẹp, dòng siêu hay. Mời xuống cái mắt. Hả? Con xưa ngã trai hoa dây thó tối lúc cái tối mắc tấm sư gọi được ngủ môi anh chùa mình lên lái mà anh em ngồi mà xem mà cũng đỡ nắng chứ thấy buồn thôi. Buồn ngủ lắm. Buồn ngủ ngạp luôn ngập tới đó anh. Đấy. Là không lên lái thì anh em hỏi thì không lên lái. Lên lái thì anh em là không nói chuyện. Trước khi lên lái là lúc tối hai với trong tấm sư ngay mai phải lên lái như răng để bạn được chim bắt sóng bắt lên lái bắt thể im lim mà chảo luôn. Thôi bỏ con 35 đi quá thôi, ngồi nói chuyện thêm tí đi. Để bỏ con bù đẹp đi quá cho anh em nói chuyện tí. 35 hả? 35 hả? Lắm. Thôi xưa nó quá vứt cái vỏ cam hàng đi dùng xưa lông đuối mà không ai đùng cái lông luôn ạ. Bỏ nó lên đây. 12 kia, 31 kia, 35 kia. Ờ bực tấm sư đêm khuya đi. Tấm sư kiểu nở mắt còn chưa bán được chim này. Đó mọi người nhìn 12 này. Rồi. Lên, đánh. Hot đi chim, hot đi chim. Rồi, 12 này. Đó. Cái cạnh ok chưa? Ơi, đứng cấp xe luôn. Giặc đánh đi con. Lên xe luôn con. Lên xe luôn. 1 triệu thôi anh em nha. Đó,
anh em chụp lên xe luôn, đứng thẳng rõ, dài lươn thươn, dài cỡ 2 mét chứ mấy, con này dài cỡ 2 mét rưỡi á. Rẽ cạnh gỡ. Ui, chắc có 27, 27 rẽ lại. Có video có 12 lần. Nhậm đúng nhất luôn. Cả không. Chím đi mà anh em biết không, chím bội mình dùng chích cải là hắn chịu đấu. Đấy, thành ra là lá chim bội nó cực lắm. Ui, con 27 chừng lên dị chờ chứ. Nhất nhất đó thì hắn chịu đấu, mà mọi người thì phải đền hắn đấu, mọi người mới chốt. Ôi, chím này báo dòng luôn đấy, báo dòng hay luôn đấy. Anh xem trên lái này, kích dòng là nó còn ra dòng luôn mà. Cần gì phải hỏi là dòng chưa? Chín thì trọng thì 100% là dòng thôi. Ví dụ chín mãi nó mới không hot thôi chứ. Chín mãi nó kia là không hot. Chứ còn chín trọng thì về con nào trà sổ ấy. Tầm khoảng 1-2 hôm là nhiều con nó nín thì tầm khoảng nở nó sổ thôi. Con nó ly lắm đấy mà đổ bộ lông nó mới nở. Nhưng mà tỷ lệ ly lắm hiểm lắm. Trời, con 12-4 đẹp dị sử. Ui da, nóng. Đó, 34 anh em đang xem chứ phải ít à. Đó, cứ ngồi ly đó, ngồi ly chơi với anh em đó. Lái xong là phải nhảy vô tắm liền thôi chứ con. Mày lần cũng chưa được cái nổi lòng này rồi. Gắm cục xào của mày anh chứ. Ngồi tập là dân nóng. Mà trắng á, mà trắng hết rồi, mà trắng ít ngay rồi mới có lại. Mà trắng còn được 4 con thì bán mất tiêu rồi. Đấy. Hiện tại thì 2-3 ngày nữa mới mà trắng về lại. Được khoảng tầm 10 con, hơn 10 con tí. Ê, đi vô đi ra mới 9 giờ từ đây. Mà trắng mua này giá đã còn cao. Cái anh kia mặc cả con mấy con mà trắng rồi nói cọc rồi mà không cọc rồi thằng em lùm khỏe. Hỏi là để hỏi đã xong rồi bọn em mà thật sự nó có 220 bạn 250 chứ còn lại nhiêu đấy. Ui giời, con 12 đẹp đó. Đây còn to 12 cho anh em rồi đó, cho anh em xem con đấy. Anh đang xem con nữa thôi, chốt thì chốt luôn. Đẹp ấy. Đẹp như bức tranh luôn. 12 và 15. Màu gì thì đó. Đó, dòng anh em nghe chứ, cần gì phải hỏi dòng đấy. Mười hai giảm 1 triệu anh nhá. Bớt không dầm 9 đỏ thì bớt 9 nửa 1 triệu chứ nhiêu mà. Phải cao đâu. Đó. Dạ, yeah, ok chưa. Bộ hình quả ok luôn rồi. Đó. Cho anh em xem một con nên cần xem nhiêu đó. Đó. Một con mà chất lượng cho khỏe. Xem nhiêu rồi hẳn cũng. Mọi đi vô đi ra đấy. Mọi đang con đi ra đi vô đi đây đi con. Chim đang đậu đi vô đi ra. Chim đang đậu thì đi ra đi vô mất hình bố liên thiệt cho đang nữa. Đấy. Đó, ra cái hồng hỏng nhìn. Anh hết lông rồi à dạ. Hết lông thì là 6 chỗ đánh nói chứ. Khi nào rệt lông thì chỗ thôi. Ui. Con 15 mình lên cái bố đi chờ chứ. Anh em nhau cái đầu có 15 á. Cái mau này thì là lấy mày lượm đủ 3 ngày hết. Mua điểm từ sơi đến từ tết. Đó. 15 thì 1 triệu 2. 12 thì 1 triệu. Đó. Quay hai con cho anh em xem. Em xin cho là bé cho trẻ yêu cũng ứng chào chim luôn mà.
2017. 15, 12, 27, cái con số 10 này có chất thích. Con số 10 hồi thảo có chữa, chị tắm nhạc chất. Nhạc có chất lắm, chứ to thiệt. To mà, chị mới to. To thì mai vậy sớm. Ừ. Nhớ, hàng dễ sớm. Hôm nay chị đi tuổi lái lại, tuổi lái thôi đi đi. Em đó. Ngồi chơi tí đá, đo gì. Ôi mẹ ngày đi xuống nghỉ lại ăn nhiều ngày ngày một đoạn kia mà chín thì bảo ngay hai con đi thì lấy cái chí mà tám trải quá ngay đi mọi người. 15 là giảm 1.2 anh phung chân nhá. Đấy, 15 thì anh dài một cái phết chân của nó với cái màu tế. Gốc màu thì siêu dày luôn. Con này về nuôi gọn thấy gì chịu luôn ấy. Bộ hình nó dữ lắm. Đầu nó to bằng con cái luôn mà. Đó. Ngồi chứ ngồi gặng ngồi ly vậy nè, cứ búi thế thôi chứ. Đó, 12 lên giặt đánh. Đạt gì chờ luôn. 9 rửa rồi mà anh em chốt thì mình lên 9 rửa cho mình đấy. Rửa 1 triệu mà anh em chốt thì mình lên 9 rửa cho mình. Thôi chưa tạo em phải 85 con đấy. Không được đẹp ý. Ăn cảm rồi anh ạ, chín cảm cứng luôn rồi chứ. Chín cảm là siêu cứng luôn rồi. Vấn đề cảm gì đấy khỏi lo. Chào thằng em Quang Đài nhá. Ôi trời ơi. Lúc nào trải đất luôn quay. Em bán 1.2 triệu anh trả 8 xì thì anh bán được anh. Thằng anh đôi khi anh trả 1 triệu em còn chơi, còn chưa có suy nghĩ, gắng suy nghĩ một tí nhé. Ờ lại đó bất tiện cơm nha, bọc thôi luôn được nghe. Thế ăn rửa thôi. Đấy. Con một đẹp đấy. Con một của anh là quả định, con 39 định em đây. Điều chỉ anh đứng lên 9 rồi. Đang lên em chỗ đây này. Có cái gâm có 12 đây. Quay lại em phạm. Quay lại có 12 thêm phạm nữa. Chị đắng cái tim chưa. Đó. Trời ơi, 13 là cái dòng dị sự lắm. 13 là cái dòng tượng thiệt. Ui, 15 em bao dòng anh đấy. 15 là cái dòng hay lắm, 15 là dòng siêu đỉnh luôn. Ê, tỷ lái sóng hay là mình đứng lên đô mình xịt hảo lúa thôi này. Xịt tắm trực tiếp ở đấy lắm này. Ờ, rất là được. Quay con khác xem. Dạ, thì đấy em quay 4 con đấy, con 13 thì dòng tốt lắm. Quay 4 con cho nên xem đó. Ừ, nó 27 dữ chứ. Đột, đột, đột. Và trang tôi yêu khỏi chị. Mẹ về ứng ai thì ứng đưa tin kể Hải Lăng mà mừng. Mừng vừa vì kể Hải Lăng nhưng lên ngay sợ sao. Đó. Giờ bỏ con này lên cho anh em này. 12 à. Em liên hệ cái số này ghét. Tì vò. Tì vò chứ đó. Tì vò 0387885703. Đó, liên hệ cho anh tì vò chứ đó.
Anh ơi, anh chụp có B2 được không ạ? Coi chụp mốt rồi em. À, tí nữa em có đứng về con bên luôn. Tí em gửi luôn nhá. Anh gửi số điện thoại qua cho em đi người xe em gửi luôn được. Anh có số điện thoại nhà xe không? Ừ, bộ gì xe. Là gửi xe đi mốt. Rồi thì em gửi con bên, tí nữa em có gửi một đứa rồi. Bố trách con bên mẹ em gửi với anh mấy chút khóe. Dạ, có chị em gửi sổ tài khoản rồi anh cốc giúp em 200.000 nhá. Dạ, ok. Xong, chị xong chưa? Rồi, anh em cọc luôn đấy, giờ cắt chi. Cả gì là làm thẳng tấn cho nó việc vàng cho nó khỏe. Đấy. Anh cứ xem đi, anh cứ xem có 15 ấy, anh xem có 15 thì anh ok 1 triệu 1 em để cho anh. Anh cứ xem thoải mái khi nào. Anh cứ xem thoải mái, khi nào anh ưa thì anh cứ chốt. Đấy. Vì con này là siêu đẹp luôn này, anh cứ xem đấy, cặn xì, gãy ngựa, màu tê, lưng tôm. Cái con chim này mà anh nuôi bộ lông xong là nó ra cái gầm đánh là vàng mềm mê. Đấy. Con này mà nếu như mà anh nuôi xong bộ lông mà đi đánh mà không hay là gì em cũng chịu hết. Đó, anh cứ xem thoải mái. Vấn đề gì đâu. Con này là siêu đẹp đúng không? Bố hình là siêu chuẩn đúng không? Con này là không thể bán rẻ được. Con này mà nói với anh như con này không bán được thì cứ để nuôi. Mà không bán hôm nay thì không bán ngày nay thì ngày mai lại bán thôi. Có không chỉ với con 36 tin chắc đỉnh nữa. Đó đấy. Đấy, cảm giác đấy. Có chỉ để đại diện cái hàng được lâu bên đi nhưng mà léo lấy hàng hồng ngược quá tới mất. Đấy, chuẩn 15 thì anh vì một tương lai lên phone cho em luôn đấy. Anh lên cho em cái số phone. Đó, anh đi một tương lai lên cho em cái số phone. Còn cái anh kia đang chỗ thì cọc giúp em về luôn nha. Để em xuống chim luôn. Cả gì xong cả đỏ cho nó nhanh gọn đấy. 15 bao nhiêu? 1 triệu 1 đấy. Đấy, ai chốt thì lên phone. Em mở lấy phố có thử gọi đôi khi nhà để lên phone. Cái lớn biết đó, đến đi. Anh cập nhật phone đến đi. Rồi, anh đi một tương lai lên phone đây. Vì một tương lai như răng ấy. Vì một tương lai tươi sáng hay là giàu có nhiều tiền. Đó, còn anh đặt nhân chím chưa? Đặt nhân chim chưa? Xe bốc chưa? Xe bốc chưa đặt. Sài Gòn. Dạ, Sài Gòn thì mà em gửi anh. Dạ luôn, anh ơi, anh chỗ có 15 đúng không ạ? 12 anh đang làm giả đấy, 12 dạ, thì anh bảo 1 triệu đang làm giả đấy. À dạ, có gì sẵn bài em gửi tài bơ. Hai bài bao nhiêu? Dạ, hai bài 1 triệu, 1 triệu nữa anh nhá. Dạ, tiếp cửa xe và Sài Gòn 100.000 ạ. Đấy, còn 12 thì mình đang làm giả 1 triệu, mấy kia chưa thấy công. Dạ. À dạ rồi, anh cứ yên tâm đi. Dòng... Chị em bảo anh cho anh một tuần. Nếu mà chị mơ có tật lỗi hay là rằng em bảo anh cho anh một tuần. Rồi anh chụp chưa? Để em gửi sổ tài khoản nó có gì anh cốc cho em 200.000 nhá. Rồi số tiền còn lại anh nhận tiền. Đó, ui, có 15 đồng rồi đó, ra cái dòng đây. Đấy, 15 mà vừa ra cái dòng anh đang nghe không ạ? Như lúc anh em hỏi dòng chưa đâu nó mất lòng lắm. Đó. Rồi có cái chốt kia là nó công nó đánh này. 12 thì anh biết chưa, bên kia đã cọc chưa? Chưa. Thì là ai cọc đã lên hạ số, nhưng hai lên hạ số mất chuyến chín. Ừ. Rồi chúng anh em cứ cọc là bắt đầu mình sẽ hạ chín nha. Đấy. Chưa ăn 2 giờ đấy hả? À. Có 2 bài bao nhiêu số? 2 bài 1 triệu đấy. Rồi cho con 12 quá, có 2 bài này, bố vị trí trung tâm này. Cho anh em lựa chọn này. 12 con tên này. Thì con 12 này là chưa cọc này. Đó. 13 thì cho con 32 thì lên này. Hàng vui này. Vui lên này. Anh em họ cứ lên cái đấy nha.
Đó. Nấu đi con. Cho anh em chuột cho nhấn con. Bỏ 15 lên 62 em xem với. 12 họ đang chuẩn bị cọc đấy. 12 họ đang chuẩn bị cọc rồi em ơi. Đấy, cùi lân này. Chỉ để chị ai mà thả tím mà thả mặt cười mặt đôi cho lên được. 32 này. Hàng cùi lân này, cùi lân tê này. Đó, anh em chuột thì chuột luôn này. Lấy anh em 1 triệu thôi này. Đó, cùi lân tê. Đấy, có 12 đẹp mê luôn. 12 đây này. Để alo anh đi chuột 12 nè. Thì anh ừ, mà thấy mình mẹ đó. Anh còn bên nữa hả? Ừ. Thôi anh có lấy không? Không lấy thì để bảo giá cho người khác. Không vấn đề gì cả. Thôi anh có lấy không để em để cho người khác. Vì cũng nhiều người hỏi. À chào anh Lý Tuấn Anh nha. Đấy. Anh đang chốt thì chốt luôn. Chuyển cọc luôn. Mình cất chi. Đấy không chốt hơi nó mất công lắm. Anh ơi, nãy anh chụp có 12 đấy, anh có lấy đúng không? Tại vì có bàn kia đã thôi. Dạ? Rồi, anh sẽ gửi xe Lệ Thủy cho anh. Ok. Dạ. Giờ thì bỏ xuống cho cháu đi. Thấy không? Có 15 nhân cọc đây này. Nguyễn Văn Nô mà, anh ở Sài Gòn tên Nô mà. Nhân cọc 15 đây này. Ờ, dạ ok, đúng chuẩn 100% luôn ấy. Em mới nói sai lên em, em nói lại. 1 đồng 2 này, 1 đồng 2 anh cọc 200 này. Là nhận chim anh thanh toán 1 triệu 1 nhá. 1 triệu 1, anh cọc 200. 1 triệu 1 hả? Ừ. 1 triệu 1. Xuống giá. Thu hồi 1 triệu 1. Thu hồi 900 công thức xe nữa là anh nhận chim thanh toán 1 triệu đấy. Đó, trời ơi, có 25 bên em này. 25 này có nhiều số xét bán chứ, chưa không? Đó, 32 và 25 này. Quá định luôn. 32 rưỡi. Của anh Huy là 16. Ôi, đó, bắt đầu chim là trời mặt mát, cái là trời bắt đầu chim đánh này. Chim em vô suy, em chủ thêm con người nhá. Ok em, ok em cứ kiểm tra đi, con chim em đẹp định lắm. Vậy em ngay cái chất giọng ấy, báo phê luôn. Bà hai nó cuối lên đấy nè, 1 triệu ấy. Anh cứ nghe dòng thoải mái. Gãy ngừa. Đẹp, con chim đẹp, con chim vào núi bảo đảm anh rất máu nổi. Những cái dòng hàng cuối lên thì siêu máu nổi luôn đấy. Giữ chim. Em bảo là 1 triệu. Đó. Con bà hai là 1 triệu đấy. Anh thấy nó giữ chim không? Trồm cho con 25 là nó điên luôn rồi. Con này mai một đầu phát dữ lắm. Ừ. Đó, 25 được cái dòng anh em nghe chưa? Bắt đầu chim nó trời mát nó đỉnh đấy. Nó tắt mặt trời là chim bắt đầu nó đỡ hạ miệng nó đỉnh liền đấy. Đó, chim bắt đầu ra cái dòng dễ sợ chứ anh em thấy chưa? Con 25 này. Cận cái cám anh em chú chứ cặp cạnh. Anh mà bảo vậy chứ. Con 25 này bảo 1 triệu 2. Quay thì có 25 một phạt. 25 dữ quá. Mặt trời gần đỉnh luôn. Trong một điện thoại lên kể là hàng quay cái lính này. Trời mưa luôn này. Thấy chưa? Anh em thấy trời mát kệ là chỉ mà đánh thôi. Em cơm xưa lại ở khu có mưa. Anh em thấy cái thời tiết miền Trung không? Nó quá buồn luôn đấy. Ờ. Trời vừa nắng nói chung là nắng là cực luôn đấy. Giờ đổ mưa. Cái thời tiết nó chán thật đấy chứ. Đó, 25 anh em thấy chưa? Còn 25 nó quá đỉnh luôn này. Người đang làm qua nhà tôi nhảy đấy.
25, 32. Đó, anh đã thích con nào thì cũng ok hết. Rồi 800k em chụp không được anh. Con 9 mô hình này không thể chụp 800k được. Em nhập 9 mô này giá cao lắm. Em bán những con đẹp, lời được mấy con đẹp à. Còn bắt đầu mấy con xấu với những cái con cụt lưới, cụt đô em phải bán rẻ. Thành ra là lời được mấy con này, nếu như bán giá 8 xí thành là bán không công luôn. Đấy, chim thì hôm nay không bán được thì ngày mai mình bán. Không vấn đề gì cả. Nhưng mà không thể bán bán rẻ được, anh em thông cảm. Cũng cố gắng ngồi chơi với anh em, lái với anh em đấy. Đó, chim với con đánh với con lái đấy, vấn đề gì đâu. Mình trông là đây, trong trời mưa 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 như này này. Bắt đầu thời tiết thuận lợi ấy, mát mẻ là ngồi lái nói chuyện khóc khao là khỏe. Đó. Và chim thì anh em thấy đó, đó, nó đẳng cấp luôn. Hay lắm đấy. Bộ là to dài lắm, bộ to dài như gà luôn. Ui giời, trẻ trẻ luôn đấy. Ui giời, có 25 rất dễ trẻ luôn. 25 rất dễ trẻ luôn em nha. Đó, 25 rất dễ, rất chi là dễ trẻ luôn. Phải một mình có 25 cho em xem này. Ui giời, quá đỉnh. Để tư đây nè. Quay hai con để đánh phạt đây nè. Vô đây, vô đây. Cầm quay con 25 con đánh tớt lắm. Ui, rồi được rồi. Yên lặng cho chị mình đánh. Có 25 con chim đánh tớt lắm. Con đánh rỡn người luôn mà. Con đánh như rỡn người luôn á. 25 1 triệu 2 á. Chụp 32 800 nè. 32 là 800 cũng chụp được rồi. Đó, thấy chưa? Thả đây là lưới, là đánh. Thả lưới là đánh. Ok anh luôn, thôi chốt cho anh đấy, chốt 32 900 đấy, vui vẻ, không quan trọng đâu. Đấy, anh lấy phone lên cho em giúp chốt phone. Ủa mọi người, hai tạo nhất xem đáng cho dư mới chốt chín chứ mọi người. Đây đây đây, anh chốt con 32 cuối lấn thì anh lấy chốt phone cho em nhá. Anh ngồi chỗ Yến đấy, để cho chim mình đánh. Chim mà giúp ít kể là hằng nhạc, hằng chạy nó nhảy đấy. Thì con 25 là đánh cực kỳ hay luôn. Đó. À, cái nào mà bình luận cái 25 mấy tiền cái lâu xóa bình luận rồi hay là hay tự xóa. Bỏ 27 kẹp 25 xem à. Rồi anh đợi em một chí. Cái nào con 12 này không biết chốt hay không, để cất con 12 luôn đấy, bỏ con khảo quá. Chị đâm ta là có ưu ả luôn. Ai hỏi cái gì đó? Em nhìn trên lái hẳn đẹp nên nhận ngoan đẹp thì sợ. Ai hỏi cái gì đó? Thanh chị. Thanh chị chốt 900 thì Thanh chị lên phone này. Ai chốt thì lên phone, ai chốt 32 thì lên phone. 900 á. Thì 900. 32 là 800. 800 thì không bán được, bảo đảm bên em một cấu luôn. Ừ. Hay làm quá dữ. Mẫn đồ liên bằng con 32. 32 em chỗ. Má đứa cái mặt vui 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 đó. À, xịt bình định là 100k thôi em ạ. Đấy là 1 triệu là em có 9 chơi luôn đấy. Bình Dương hay Bình Định? Bà đơ là chỉ có Bình Dương hay Bình Định. Đó, Bình Dương với Bình Định. Bình Dương hay Bình Định với cũng 100k thôi. Đó. Em chụp một phát là có chim chơi ngay. À, hello Lưu Song Tiến, có số 52 đây rồi Lưu Song Tiến ơi. Ờ, bộ quá đẹp luôn. Bộ 2 này bộ siêu lực luôn mà. Cúi lấn này, không. Đó, cúi lấn. Anh em thấy cúi lấn mà ra dòng về nạch đấu, thích đấu nữa.
đồ bản lĩnh và đồ ly thì vô tư, vô biên. Không làm gì mà lại hết cái đồ ly của nó hết đó. Nó phải chốt máu cả trời mưa đây. Mưa đây đang thấy chưa? Thấy khí hậu của bên Trung chưa? Quá tuyệt vời. Má, nặng hạ mỏ ấy, nặng lỗi, tự nhiên luôn. Đã tỉnh đi bìa tắm mà trời mưa rồi mà nữa. Chốt bắt con chơi. Chỉ cắt cá thì anh chốt đi. Anh em đừng bằng cà, mình cắm cá ở đâu đâu. Con tàu đâu. Anh em phải chỉ đến đánh chưa? Đánh mạnh đúng rồi. Đánh đánh giống như mà nổi bực luôn. 52 tỷ là đáng con 52 lên chưa? Đó. Có sắm mình đấy mà không bắt nữa thôi. Chín lì ấy. Đồ bạc lên là có thừa luôn á. Đó. Anh em thấy cặp chim anh đậu râm râm rồi mà anh em bắt nữa thôi. Anh chỉ anh em liên hệ với anh Thanh Chỉ này coi. Anh Thanh Chỉ anh lấy số phone đấy là dễ làm việc hơn đấy nè. Anh cứ lấy số điện thoại của anh đi. Anh lấy số điện thoại đi là anh dễ làm việc hơn cho dưa anh nhắn tin cũng được, đang live máy đang live làm sao nhắn tin. Nên làm nhiều việc quá là cái Facebook nó sẽ khóa ngay. Khóa đường live ngay. Đấy. Nếu con chim như vậy thôi thì con gì để mà nói được đâu. Con gì đâu mà khóc với sâu. 32 có tính kiến nhận thay một mùa lông la vip đúng rồi. 32 nên thay một mùa lông không vip không lấy tiền. Thẳng có cho khỏe cho rồi. Đó. Rồi, con 32 nó trượt sao chứ gọi anh em chụp cho mà xem. Ừ. Rồi anh anh chốt nhưng anh còn lên số phone đâu. Đấy. Anh chốt anh còn lên số phone đâu. Đấy. Anh Nguyễn Trương đấy. Anh chốt anh còn lên số phone đâu, anh phải lên số phone cho em chứ. Zalo anh nghe đấy. Anh chốt thì anh phải lên số phone em mới liên hệ được chứ, vì chốt không rồi thì cũng không có gì. Cũng không có gì để nói hết. Đấy. Có gì anh nó chốt thì anh cọc cho em nghe. Chốt thì anh cọc luôn đấy, em số chim luôn. Dạ, có gì xả máy em gửi ra xả bộ anh đừng luôn. Đấy này, bên Nguyệt Trương này là chốt trước đấy rồi này. Chờ không, chờ không. Anh được rồi. Anh thứ hai anh nhấn được rồi. Đấy. Rồi anh Nguyệt Trương đợi em một tí nhá. Tại vì xe em là chỉ chạy ngày chặn thôi. Chạy buổi sáng mới rồi, buổi trưa không có xe, buổi trưa có phải Bắc Ninh hay xe Bắc Ninh? Xe, anh ở Bình Định à? Anh ở Bình Định hay là ở Bình Dương? À Bình Dương là có cái xe kiểu vượt tủy thì mua nữa đấy. Xe Nghệ An nữa đấy. Bình Dương gửi thì khó lắm. Nhưng mà nếu mà em gửi xe là Bình Dương, là Bình Dương khó cáo lắm, không phải. Thôi để cho anh Nguyệt Trương ở Bình Định được. Sẽ là cột dạ. Cột cáp. Nếu như anh chốt coi thì sáng mai em gửi ra tên cửa chỉ 100.000 thôi. Sáng mai em gửi ra sáng bộ anh nhân. Còn nếu như anh không mà anh Nguyệt Trương đi chụp trước. Chưa hôm nay thì em lại không có xe rồi. Tại vì em gửi ra em gửi xe của em xe đi tỉnh thôi. Chứ gửi xe Bắc Nam này của anh. Xe rồi anh Nguyệt Trương đợi một chút nhé. Dạ. Dạ. Mà ai chụp anh nào chụp trước à? Anh Nguyệt Trương đi chụp trước. Thế, có chứ rắn. Thì chứ là chúng ta là nhận bên nợ, nhận bên nợ thì nhận bên nợ thôi. Anh như là anh ở chỗ khoảng đủ. Thì nhận bên nợ thôi. Dạ, dạ, rồi anh chưa khoảng cho em đọc quả chi cuối tuần sau em gửi ra thi. Lần nuôi là cho anh à? Ừ, chứ chưa. Rồi được. Anh đi làm rồi chắc chủ nhật anh là nghỉ à? Rồi được. Rồi nếu em chuyển đủ thì nhận luôn. Mà không đủ thì qua đấy vì nói chúng là chốt nhưng mà bên này lấy số vốn là chậm hơn. Mơ đến giờ kéo lên tôi thấy đó. Thấy đây nè, chỗ 98 đây nè. Anh đợi em một xí nhá, để em làm việc bên này xong vì lỡ liên hệ rồi. Đôi khi là mất lòng mất bề lắm. Nó cũng chẳng bao nhiêu tiền cả. Mất lòng mất bề là không hay. Đấy, thầy con 27 đây nè.
Rồi anh em cứ từ từ á, thông thả. Cái mặt này chỉ bắt đầu nó đánh thôi, anh em cứ yên tâm đi. Đó, anh đang đánh banh lắm nè. Lên nó đánh gầm ngay nè, vô. Đó, trời mệt mè là chỉ mà lên gầm là đánh ngay luôn. Có cái bộ hình nè. Anh chưa nghe, anh chưa chụp có 35 nha, anh chưa. Lúc này anh bị chụp phục quá. Đó, 35 thì lên anh em 1 triệu 2 nè. Đó, anh Nguyệt Trường ok có 35 thì chụp luôn nè. 1 triệu 2. Ok rồi, để em alo anh này. Anh ok là alo này. Ôi, share đuôi thấy chưa? Búng share đuôi thấy chưa? Ừ. Có đây là fast share này, hot share này. Nhưng có hot share này rất là hiếm này. Đấy, búng hot share này. Đó, chưa? Có đây share bên 100% luôn. Anh chưa ok không để em coi này. Có hot share đây là rất nhiều anh em đang hỏi này, nhưng mà trên like này. Đấy, hot share, 1 triệu 2 anh. Em chỉ cần bảo anh em gái thôi là rất nhiều anh em lấy. Bảo đảm luôn mà. Đấy, chỗ hot share chưa? Anh có chỗ có 35 không? Anh chỗ có 35 không? Hot share này. Chỗ có này. Thật vì hạt quả đẹp luôn. Dạ, ok, anh ở đâu vậy anh? Hot share này á. Hiện tại thì đang làm giả là đang liên hệ luôn rồi, mấy anh em ơi. Hà Nội, ok, và gì em đợi sửa phòng. Anh có giúp em là thì chiêu em gửi là em gửi luôn nhá. Dạ. Dạ, anh gửi để xe nào ạ? À? Ừ, từ con tím hot share trời ơi. À, mì đinh sao lắm? Ui ơi. Ui ơi, con chín trời ơi. Ui ơi, con chín hè. Xong chưa nói anh chốt cọc luôn này, không có nhận cái khác này. Đẹp luôn. Đó. Hot share này thấy chưa, 1 triệu 2 chứ nhiêu mà. Nha. Anh đang đợi một tí nha, đang làm việc ở bên kia nha. Anh đang chụp có 14 lẻ đang 800. Sông Mã. Nhân bà lũ nha. Vâng, đây vùng Sông Mã nha. 32, anh đi chụp khoảng đủ báo cửa này. 32 chụp khoảng đủ này. Đủ chưa? Rồi, báo cửa luôn. Rồi, 32 chuyển khoảng xong đâu vâng. Rồi, nhưng mà cửa tuần sau mà gửi được. Rồi, ghi quả tuần thì ghi quả tuần cho rõ ra. Để cứ lại nhé, có ai trong này. Còn 35 này, cọc nó để cho sống luôn. Rồi, chốt 35 mà mọi người ơi. Chốt 35 có anh kia đang chốt cho mọi người. Đợi xỉ để nâng cấp anh kia nhá. Nếu như anh kia không cấp thì mình sẽ chốt cho mọi người. Đây. Anh Huy là 36 và 14. Anh Huy là 36 và 14. Anh là quên ở Huế hả? Anh là quên đời em một tí để có thể anh ở gọi chúng có. Chứ chắc chẳng anh ở sẽ không. Rất là nhiều người chủ muốn rồi. Anh Phương Minh là một cũng kỳ rồi nhé. Có à? Hả? Có anh Phương Minh ra sao à? À. Có chim mà họ xe thế thì gọi chim băng nữa mà. Em đang tài khoản anh họ lên nhiêu đi. Hết. Anh đã đợi một xỉ nhá. Đó, 25 này. Đó. 05 này. Giỡn hà, nhớ hả anh Phương Minh anh nói liền. Giỡn hà á? Bây giờ từ nhớ từ lâu lâu em sắp tiền rồi em rất minh luôn. Đấy. 35 thì anh em đợi một xỉ nhá. Có này là phải thọt xoe đấy. Đó, anh em chụp 25 này. 25 rất đang đỉnh, rất đỉnh đấy này.
Ok anh, nói chung là nếu như con 35 đó không thì em để cho anh. Con nào nó hot xòe mà. Không thì tí nữa em cắt clip thôi cũng bán một đống tiền thôi. Nó hot xòe được cực kỳ đẳng cấp luôn mà. Đó, con 25 này đang lên bộ rất chi là đẹp rồi. Đó. Mình chuyển vô để 500k. Rồi, nó xong rồi không? Có thử là quên chỗ được không? Dạ không, anh kia Nguyễn, xong Nguyễn, rồi. Nguyễn Văn Trương là xong chưa? Rồi, anh Trương nó xong rồi, có 35 xong rồi đó. Rồi, 35 xong rồi anh em nhá. Xong 35 rồi. Anh là quên có thể chỗ có khả giúp em nhá, có 35 nữa, ho, cốc rồi. Dạ anh nhận được rồi ạ. 35 xong việc rồi. Ôi, răng chặt luôn anh em thấy chưa? 39 thấy chưa? Thấy 39 chưa đó? 39 anh bên phương bên này, máu này, máu cá sấu này, 1.2 này. Đó. Em lấy 25 em phải rồi. Ờ. Rồi. 1.2 nữa nè. 1.2 ha ơi, ai chốt thì chốt nhanh nè. 1.2. Ai còn nói to lên không? 1.200k. Nói to chứ tụi em. Cố cố đây thôi. Chốt ok lên tin nè. Thấy chưa? Nhanh gọn chưa? Lên tin xem đi một tí nữa nha, đem xuống nè. Đó. Con này thì quá đỉnh luôn. Đó, xem một chút nữa rồi đem xuống nè. Đó, dòng lê tin ngay chứ đó, xòe cánh này, xòe đuôi này. Lê tin quay video lại luôn này, để khỏi tí nữa khỏi phải quay video này. Lê tin quay video trực tiếp luôn này. Em quay đi, em quay màn hình lại luôn đi. Em quay màn hình lại luôn đi. Đang đủ hay cho tí lại bắt quay video nữa. Đó, em quay video cho một lê tin một khúc luôn này. Đó. Quay cho lê tin một khúc video luôn đi. Ui, cặp cảnh nó xoạn nó leo luôn á. Ui, đẹp quá luôn, Lê Tinh ơi. Lâu có lâu lành lành, lâu có cái múa mà lâu bình luận bình đôi chứ là bấm chỉ chốt đấy thôi mày mà. Đó, thì anh đang cho đầu đấy, anh đang coi video luôn đấy, đó. Ui, cặp cảnh xoài, xoài câu luôn. Ui, là đẳng cấp quá. Cặp cảnh xoài câu luôn. Còn nếu mà muốn xa đúng rồi, nhờ gì? Đó, anh cho em coi thoải mái đó. Đó. Lớn tốn nữa. Ui dồi ôi, con 30 này, quay con 30 này. 30 anh em chuẩn 30 luôn này. Đó. 39 đã chuẩn cho anh nhá. Đó, anh em chuẩn con 30 này, anh em 1 triệu này. Thấy chưa? Con đậu con 39 này. Lê Tinh này. 1 triệu 2. Không có đứng nhau, gửi luôn nghe. Anh gửi luôn Lê Tinh nha. Anh gửi luôn. Uống được cái này, anh em đợi một tí nữa uống được, nó thấy chim ba Lê Tinh 39 này. 39 là phẳng lọc đây. Hai mươi lăm mới đỉnh à? Ồ, 25 cũng đỉnh. Đỉnh đi chỗ thôi bằng nhau. Tiếp này không sao gián tiếp cho anh em coi này, còn không sao lẽ anh em 1 triệu thôi này. Đó,
anh đóng cái bộ đẹp thế anh bắt này. Nhưng có 30 đẹp chưa? 30 thì quá đẹp luôn. Có 25 bờ dưới hỏng tỏ lên về đẹp nữa hả? Thì là cho 25 lên tí. Đổi câu. Lên hàng gặp. Cái này xong hơn đâu các bạn. Chị chắc luôn à? Chị chắc sẽ gọi nữa. Hai tám đó. Ủa, mất tiền nhưng mà được có chim vàng như nế đó. Con chim như thế rồi mà em đã mất tiền rồi. Thế thì vừa phải thôi. Đây, rồi có 29 đến đây này. Cho anh em một dịp 25 lên cho anh em số này. Có 25 lên là quả hình luôn này. Trời mưa là chim ăn dễ đánh lắm. Trời mưa mát mẻ là chim ăn đánh tốt. Rồi, ngồi yên ổn định rồi nè. Sẽ quên cất miếng cám. Lôi miếng cám ra rồi nè. Chim nó to nhiều lắm. Anh em cứ ngồi thoải mái đi. Nhiều lắm. Ơi, chào thò nha, thò chào thò nha. Chích cái dòng vậy. Đó. Ừ, 25 anh em thấy chứ. Lên trên nó ra cái tẹt cái bù cho anh em chuột luôn gì. Đó, dòng giết này. Nó ra nó đánh như cái mẩy đấy thì anh em chân chơi gì nữa. Đó. Đó. Cái bộ hình thấy chưa. Nó dắn xe cho một kệ nữa cho anh em chuột một phát cho nhánh đấy. Đó, bộ hình là gọi là siêu siêu phẩm luôn này. À, nói chung là cũng không để ý lắm đâu. Lên like thì có nào dòng tốt thì mình bảo thôi. Ê, lô bạc việc nha. Đấy. Bây giờ mà 8, giống như 7, 8, 9 thế đây. 8, 9, 10 thì cũng hơi chua một tí. Đó. Chứ con 28 con chập bò 3 con ngoại thống 4 là 1 này, con 29 là 2 này, con bên này là 3 là 4 con, nó hồi báo cho hạt 4 con. Quay lại video mà bạn chim trẻ cho hạt 4 con, còn 39 gì ý, 39 của thằng Lê Tinh đó. Em nghĩ có 39 này, thằng 1 gì đó. Này 25 anh em đấy, hồi giờ 25 đẹp chứ anh em chốt thề. Đấy, còn 06 đây đéo bắn rẻ, 06 đi bắn rẻ đấy, 06 đến chuẩn. Đó, cô Sáu làm gì à? Sao hết mưa rồi, mưa tiếp đi ô. Đừng có nặng đấy ông nha. Ông bà nặng mẹ lắm. Đừng nặng là được thôi, mưa phạt đi mặt mẹ luôn đấy. Mưa phạt đi mẹ mẹ lắm. Thì nếu xuống bông nó lấy mãi nó kẹo cửa nó. Kẹo đi. Thì xuống bông nó lấy mãi nó kẹo cửa. Mà nặng mẹ đấy. Trên nặng lại thôi anh em ơi. Đây, anh em ổn định nè. Cái dòng này giống ổn định không đánh. Đó, 25 vững là ly. Có 15 ở dưới nên là ly đó. Rồi, 25 nè. 25 đánh cho lúc hết. Đi mua hàng đánh cho lúc hết. Con họ xe nè, phải ấn chốt này. Đúng rồi, con họ xe đó. Đã lắm đó. Có chút tiếng gạch luôn đó. Hỏi ấn clip thì tí cắt luôn. Ví dụ chưa quay thì tí cắt. Clip vấn đề gì cả. Ui, mà không hai được cái dòng này. Đó. Trời nặng lại là chỉ bằng hết đánh liền, nóng á, bức trong người một tí. Đó, anh em ổn định lại nè. Đó, 25 quả đẹp luôn. 25 là quả đỉnh của chó, bộ to dài, siêu to, siêu dài luôn đấy.
nó không buồn quậy buồn đẹp ý. Đó, anh đang thấy chưa? Người chim bắt đầu chưa, bắt đầu rung đỉnh. Ui, con hai bá là cái dòng tượng đấy. Ê, để đổi con hai bá vô đây này nè. Anh đang cứ ổn định đấy, thích ta chốt. Là chất miệng diễn, thích ta chốt. À, trời mưa 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 mát quá chứ phải tự nhiên nặng lấy thành chọi mắt chọi mùi luôn á. Rồi chào tất cả anh em. Anh em chậm phầy với đó được hết. Tôi hứng đó à. Đấy, con 21. Hiện tại đoàn đang đoàn này nổi hứng rất là mạnh, bây giờ là tụt hứng thôi. Đấy, sáu cụ chốt của trên Đinh Trung. Con gọi là Lê Tinh. Là phải tên Trinh Trung đó. Trinh Ngọc Tinh. À, Trinh Ngọc Tinh. Thì gọi là Lê Tinh. Lê Tinh là anh của Lê rồi. Rồi, ổn định đi anh đây. Lê rồi, Lê Tinh hay là Lê gì đó rồi cũng ổn định hết. Chứ hỏi nó tỉ hỏi. Tỉ hỏi nói em chuyển khoản em tiểu ý. Ừ, mà con không chịu tự. Thôi chỉ của anh đó. Anh Diên. Đừng gì. Em biết có chia sẻ với con Đinh đi trên 2 giờ cái không? Đầy luôn. Rồi, 23 này. 23 anh em xem con chim là mẫu, con chim siêu mẫu này. Này. Quay cho anh em xem này. Lấy anh em 1 triệu 2 này. Đó. Bộ hình là siêu của siêu phẩm luôn này. Quay lên kiểu lên như hai con. Đó. Ok chưa? Nhưng cái bộ gì sợ chưa? Ui dồi, con ba, hai ba đẹp trời ơi. Con hai ba khi cạnh họ xạ xuống con nhỏ có ba chỉ đây, chứ có ba chỉ họ to hơn một tỷ thôi. Con này thì người dài lông mỏng, con này em nuôi thì lông cực kỳ mỏng lắm. Cái con của Lê Tinh dữ ý. Ừ. Đánh hai cái cạnh xê xê, anh đánh kiểu nó mà họ đánh lên quạc nữa ý. Ờ, là đánh người xuống. À, để chị người luôn, để chị người luôn. Nói chung là nghe tiên là thám lắm. Rồi, vào trả tin nhắn đi. Trả tin nhắn Zalo luôn đi, tối gửi luôn. Copy xong rồi chị con trả mặt. Quên 25 này, xuống 25 cái này này. Lê Tinh nọ, nói chung là có pít xong thôi, chỉ cần giả một phát là nhận người. Thầy chỉ tiên là nhận là tiên là tiên là phật mà. Ờ, nó không phải như thế nào, nhưng anh em thì gọi là con gà con nghiệp này. Ờ, anh em đợi tí này, trong ổn định này, vì con không bảy nên hơi nhạt tí. Rồi, ờ, coi này, coi giăng cánh này, xoe đuôi này. Mà quên cắt miếng cá mất tiêu. Đây. Trẻ đúng không? Sơ thì chính trẻ đúng không? Sơ. Đây, không bay này. Đẹp quá. Không bay này. Ui, con không làm hình đẹp. Để cắt miếng cá này anh em ạ. Để một tí con này hơi nhát, đều cũng phải đi làm lần hái đấy. Hành nhát như con má cục đâu luôn. Nhát dê sơ lắm. Đây, hơi nhát thôi. Còn 23 bao nhiêu? 1 triệu 2 để bán hậu. Đấy. Đấy, không bảy nó hơi nhạt đấy. Cái dòng này còn không bảy nó sẽ đánh rất tốt này anh em. Anh em xem hình bộ không bảy là bán cho anh em 1 triệu thôi. Đó, đánh có tốt chứ 1 triệu thôi. Được. Được, Gia Lai được nhá. Hai giờ rưỡi xe quá, xích luôn. Giờ like được. Ui trời, con hai bá. Đó. Quay ra bụng con đi ạ. Y bỏ ra, em đi ở y bỏ cho bắn hấu luôn á. Hấu lấy số điện thoại đi làm việc trực tiếp cho nhắc khỏe hấu. Hấu lấy số điện thoại làm việc trực tiếp cho nhắn luôn đấy. Đấy, lấy số phone đấy, alo trực tiếp nhắn luôn, nhắn gọn.
Má mưa mát hơn chứ nặng mẹ. Thời tiết chán thật. Bỏ vắng hầu. Đây, hầu đây một tí nha. Đến thì hầu đang liên hệ. 0339 26 638 26 638 à? Ừ. Úi giời, con 23 đang lên đỉnh này. 23 đang lên đỉnh cực kỳ đẳng cấp luôn. Đấy. 23 đang lên đỉnh, đang giặt đỉnh. Hầu đúng không ạ? À hầu, hầu chủ con nào đấy? À chị hỏi là em chủ con nào? À 23 mỹ tiên rồi. 1 triệu 2. 23 có giá 1 triệu 2, có gì em cóc giúp chị 200 nghìn thôi. Chị xe qua chị gửi luôn nhá, mang ngày mai em nhận được luôn nhá. Chị bảo là em chỉ có 23, có giá là 1 triệu 2. Đúng không? Em cóc giúp chị 200 nghìn. Rồi nhận chị mà em thanh toán lại nhà xe. Đây, tỷ tầm 2 giờ rưỡi á, tỷ tầm 2 giờ rưỡi chị gửi thì chắc tối hoặc là sáng mai là em nhận được đúng không? Sáng mai nhận sớm. Sáng mai là em nhận sớm. Ồ, ok ok. À chị kể bà ra lối lắm về hết, tại vì thấy được đang lái. Dạ đó. Chị kết bạn Zalo để chị trực trực xin gửi qua cho em nha. Quả gì? Alo luôn. Là cái bài Zalo đi gửi cho chị qua. Nên là đầu tiên là sáng mắt cái thế. Quay cái đoạn video luôn cho bằng luôn nha. Hình bù luôn nha. Rồi anh em đợi tí nha. Đấy, làm việc con này xong cái đà rồi. Rồi tiếp tục làm việc con khác, chiếm con có thiếu gì đâu. Cái thằng nào để ngắm thằng nào lên cho anh em con này, thấy con không bày được. Không bày em định. Không bày nữa. Từ từ đấy anh em nha. Thấy con không bày đó, không bày nó chưa chịu đánh. Má trời mặt mè cái đánh như cái mày. Tiền đấy mà không lo mình ơi. Ô, việc Pháp thế, hello anh Pháp. Chiều em có đứa ngon, bị đinh này anh liều có chỗ được con mốt không? Ôi, cuộc đời ơi, xưa quay có 23 giờ hơn sáng này, xíu quay một bên nữa giúp em được không? Quay một bên nữa giúp em được không? Đấy nha, chị quay thôi đấy nha. Đấy. Đoạn xe luôn. Quay rồi, để đoạn một vòng vòng thôi, chị quay luôn. Ra cái dòng, quay cái dòng như thế này đó. Rồi chào 17, 19 anh em rồi, anh em lên lại dùm dân đi. Anh em tự nhiên đoàn nó xuống trầm trọng luôn. Đấy. Lên lại đi nhé, lên lại để mới có cái nội hứng mà lái được chứ. Rồi, con 38 đẹp rồi. Bà Tám đẹp như siêu phẩm luôn. Bà Tám quá đẹp luôn. Xin giả 23 mình đang làm giả đấy. Anh em đợi một chỉ nhá. Đấy. 23 hỏi thằng em xong chưa? Ok không? Ok thì để nữa. Bà Tám con này nếu như lệ tin lệ anh để cho lệ tin 900 là tin cả anh em. Còn con này anh bán giá rất cao nha, nhưng mà lệ tin anh để cho giá đó. Ok chưa? Cái ửa mà này đánh thui luôn. Bố hình là cực kỳ chuẩn luôn. Riêng cho lệ tin. Đó. Anh cùng giả đó luôn. Anh em ai chốt được chốt hết. Là anh em.
Đó. Vấn đề gì đâu? Anh em mình thì vấn đề gì đâu? Em ở chỗ đây 40-50 con nữa mà về. Đó. Trời đổ mưa. Bên này xong chưa? Bên này còn làm việc được không? Để em lên báo giá đây này. Hiện tại thì con 23 mình đang bán 1,2 triệu đấy. Anh em hỏi con 23 rất là nhiều này. Anh mới 45 con cho mấy à? Dạ. Thì ít anh ấy. Đó. Rồi ok, 623. 623 rồi anh em nha. Thế tôi có được cấp mấy đấy anh không? Ê, tài khoản anh hỏi đáng nhiêu rồi, tài khoản vừa thì con không đông được 10 ngàn nữa. Tài khoản dấu thì nhiêu, số không điểm nào lắm. 200. Rồi, 623. 23 là xong. Mới có 45 con à. Con 3 chưa bán nữa à. Hầu này xa lái. 152 cộng 25. Gia lái là xe. Xe miền trái. Miền trái có thể đi Gia lái nhé. Hồi Gia lái có thể cho lúc trước. Xe nhắn đi Gia lái rồi. Rồi. Bấm cái xe miền trái thử hỏi anh có đi Gia lái không? Để chia mà gửi. Rồi anh em ổn định nha, chỉ mà nặng lên cái là khó đánh lên, mình ngồi đoàn này trời nặng cái mạc người ấy. Nặng lên cái nóng liêng ấy. Thời tiết chiên còn trì ngỏ bứa thiệt. Anh em chỗ mưa em nặng không? Đó. Em điện cho xe mở trại thì coi. Trong em đang bào à? Trong em đang mưa à? Bảo tạm mưa xá. Ôi trời ơi, tại sao lại mưa thế? Đó. Hôm nay là chưa có ai gộp đến hết nè. Toàn mua lẻ đó nè. Để ngắm cái thằng nào trùng trộn trộn lên cho anh em có nửa cho anh em cực cho anh em. Anh ơi cho em hỏi xem mình có đi ra live không ạ? Dạ xa, cá đá miền Đắk Loa thì Gia Lai ạ. Đắk Loa. Anh cho tôi quả kỳ vào Gia Lai ạ. Có đi đưa quốc lộ 19 không ạ? À dạ ok, về cho em hỏi mấy giờ xe qua ngã 325 Quảng Trị về ạ. À, dạ đúng không ạ? Quốc lộ 19. Mọi người đi là họ sẽ nhấn gọi lại. Rồi gửi hàng là tất cả họ sẽ chân chưu. Nói em đi cái là tất cả họ sẽ đưa người gọi lại liền. Nghe tiền mà ăn thèm anh em, đúng không? Đó, 19 này, đó, 19, dư. Đánh con, giăng canh, xòe đuôi. Chắc. Má trời nặng lên là chim ảnh đánh thiệt. Nói anh Lê Tín á, bắt điều hoa cho chim. Mình là nóng bức là khó đấy, anh em thấy không? Chim bắt đầu hà mỏ, đoàn trời mát là hết hà mỏ. Bây giờ hà mỏ ra lại. Chim này mà lại vào mà mùa đống, lành rồi bắt đầu mình lại mình sướng hết. Lành quá thì kiểu trời chơi chim lành quá hẳn chơi. Sao luôn ạ? Sẽ một quản trì ạ. Xe anh có đi qua quốc lộ 19 không ạ? Đắk Đoa à? Chứ như Đắk Đoa xe lái à? Thì em nói đến quốc lộ 19 là được rồi chứ em hỏi chứ mà Đắk Đoa, Đắk Đoa chứ mệt nữa. Rưng rưng đòn lấy chứ. Ai mà chỉ từng nha cho em. Dạ ok. Thì bây giờ xe con là bác Hải Lăng với em. Hải Lăng Quảng Trị á. Dạ đúng rồi ạ. Là
gọi bác sĩ kia không phải, không phải gọi bác sĩ này à? Dạ em về Hàn ạ. Dạ. Dạ có chứ, dạ có chứ. Một hai giờ sáng rồi. Dạ, dạ để em hỏi lại, có chứ em hỏi lại nữa. Dạ, dạ, dạ. Còn bà chị của ai chỗ của đoàn gì sẽ Lê Tín hả? Bà chị Lê Tín hả? Rồi đó, vô đợi 1-2 giờ sáng rồi. Chỗ đi mọi người. Đó, 17-18 người đang xem này. Đang đánh này, có số nhà này. À, chị gọi rồi nha, xe nó đi đường quốc lộ 19. Nhưng mà chị chưa ở chỗ Hoàng Anh Sa Lai. Mà từ Đắk Đoa lên Hoàng Anh Sa Lai thì chắc tầm 10 cái số đúng không? Chứ không phải mê tới nhà. Lại xe hả? Không thì em có xe nào đưa số em nên liên hệ anh gửi cho. Hoặc là ở gần nhà em có xe nào quá quá đưa nhà em á. Thì em đưa số em liên hệ anh gửi. Ừ. Chị gửi hả? Chỗ chỗ nó, cái chị hoa lắm. Cầu vàng. Cầu vàng. Cầu vàng chỗ nào nữa? À, cô vang cái cô với chị. À, ok. Đâu rồi, được rồi. Còn đi đến quốc lộ mà chị thành sẽ qua cô vang thôi. Nhưng mà tầm 1, ví dụ nếu mà chị gửi, ta biết sẽ bao giờ một quả chị, tầm 1, 2 giờ sáng em mừng được không? À, ok, ok. Giờ thì khỏi gọi lại, để lại thôi. Để lại, để đến nữa, biết có biết nha, sẽ ra ngoài chứ. Đấy, anh em ổn định này, 20 anh em đang xem này. Là chuẩn bị là mình đóng kín mình đi gửi luôn đây. Đó. Cái con bị bụng của ai đẹp đấy. Bị bụng của anh Huy đó. À. Ôi, dạ alo. À dạ dạ. Ờ thế xem có đi qua cái đoàn cầu vang quốc lộ 19 không ạ? Anh Huy à? À dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Đi qua à? Để gửi xe xả thì đưa. Hả? Bữa sáng lại bắt xe thôi. Bữa sáng xe mà bắt. Thì em phải có một chiếc xe mà liên hệ cho họ chứ. Ui là nóng. Thôi chắc xuống lái đấy. Nóng quá. Nóng bực mình chỉ muốn ngồi luôn. Lái anh em cũng bắt đầu anh em cũng chán chán rồi. Ui ơi, nóng quá em ơi. Để có con nào đẹp đẹp và lên lái cho anh em tiền nhân. Anh nóng chịu không nổi luôn. Chị bắt đầu tụt chân dân dân hết rồi. Nóng quá tụt nè. Miếng nóng đúng điếm. Đẩy cửa lúc ghét. À trời, hằng im mà còn nóng. À hello anh Nguyễn Nghĩa, anh chụp con 31 và 18 đúng không ạ? Đây này, con 12 chắc cũng tối đó. Ăn cơm mà từ khi tối tới trưa thì gọi con tối rồi. Đó, lên con 12 lại cho anh em. Có con nào? Ê, có 12, 12 có clip nha. 12 có clip đẹp lắm. Ui ơi, hành nóng. Đó, anh em xem 12 ok thì chụp luôn này. Đó. Anh đang xem 12 ok thì chốt luôn. Làm việc luôn. Thằng bị cái chứ mà thằng nóng tợn thiệt. Rồi phỏng con 12 cho anh em xem một tí nữa này. Rồi mình xuống like này. Đó, anh sẽ anh đang xem ok thì chốt. Em xem đang gọi xem người trái xem một lần nữa. Xe Nguyễn Trãi xăm 1 thì bấm chữ Nguyễn Trãi xăm 1 kênh ra. Đó. Chào 16 anh em. Ôi chào Hồng Hoa.
Bạn cao thì con số 10 này. Con số 10 màu rớm nữa. Chứ ba đông đánh nó thế em đấy. Thì bỏ con số 10 con đánh cho Nam Châu này. Có này ở gần thầy lắm rồi. Cả cho xem đi riêng không đi quốc lộ 19 nhé, quốc lộ 19, quốc lộ 14 nhé, xúc hết à? Có. Xúc hết à? Xúc luôn. Đó. Chuẩn đi xuống lái đây rồi. Xúc cho sớm sớm đấy. Đó, con số 10 này. Con số 10 này vừa ăn cám. Hằng vừa mới ăn cám đấy. Bơi đi, bơi đi, bơi đi, bơi đi, bơi đi, bơi đi, bơi đi. Thật sự thôi lại đẹp á. Đó. Con số 10 này mới ăn cảm, con đang ốm em đấy. Ờ, tục view rồi, mọi người chỗ có số 10 đó sổ lái nè. Để kích lên số 10 đi là này. Kích lên một phần nữa đi, cho chỗ, mọi người chỗ một con nữa để sổ lái luôn. Đấy. Số 10 bồ to lắm. Ơ, ai vừa sợ bình luận nữa. Có siêu lông này có ai chụp chưa? Có nở đi lọc dòng. Chụp rồi em ạ. Chụp rồi như này con không chỉnh nữa. Có không chỉnh nữa xuất hiếp. Từ trước học ui, con số 10 đi cái bồ gì trời. Cái bồ đây. Bồ nguyên tố lắm. Đó. Để quay đi dòng nè. Có nên cho ăn cả một ngày, hai hôm mới cho khỏe rồi. Bồ gì vậy chưa chứ? Đây là ui ôi. Nói chưa? Anh em thấy chín mươi thì mới vào cảm cũng đang có yếu yếu mà ra dòng này. Thì bằng đuôi to thì. Bằng đuôi gì vậy chưa chứ? Đây, phỏng to cho anh em xem này. Đuôi xung le, dễ sợ, rất đỉnh đây. Lắm. Con chim gì vậy chưa chứ? Con chim này ai nào con chim nữa. Có nên mà nói với con chim là cho mệt. Đó, là con gà thôi. Con gà mà không phải gà công nghiệp á. Nhông chim gì chơi ấy? Gà tí, gà ta, không phải gà Việt Nam. Ê, nhông chim gì chơi chứ? Thiệt chứ? Kính khủng luôn. Chết khỏe cho lên mùa ấy. Ừ. Ê, nhìn có 31 tiệt đấy. Tôi luôn. Đúng chưa? Đó. Có 12 không? Cảnh sử dụng chứ. Nhưng 12 mình có clip đấy luôn á. Mới cửa ra thỏa thoảng mạc đây thôi, như lén thôi. Tao là người đồ một hối bực mình luôn á. Chị chơi chứ. Ôi kì kì chị của thôi là ý nghĩa hết. Thế con tơ mới. Chạy qua chút lần về chú ý nữa. Đi con ngược lên nữa. Chính kể về mà dạng cho luôn. Thế để xin vào xem. Điên có chỗ chú lần nữa. Điên chú lần cái. Chú lần là bằng chú lần cái có số nữa. Không ba chơi chuột nữa này. Không ba bộ đẹp rồi mình chơi chuột hay. Để lấy không ba thay 31 đó. Mười ba là cái hay là để chứng rõ nhé. Ừ, con mười ba là mất duyên đấy. Con ba chưa? Đấy rồi. Chú Lan à, đang ngủ à? Dậy chưa chú, dậy chưa rồi, một giờ rồi. In tấm tờ thò cho mang tiền đấy. Chủ nhân nhớ chủ in cho của em một tấm cái tờ thò cho mang còn tiền nữa đấy, xỉu xưa có lẽ nghe. In chưa luôn, để nó lên 19 luôn. Dạ. Chào. Đắc thó, chào mặc quạt kỳ cho chị trì mố nữa. Dương qua lấy chư từ lần nhé, để xứng gửi chim. Dạ dạ. Nó đang ngủ lắm á. Đang ngủ. Rồi, hiện tại rồi, anh em xem tụt ít quá. Thôi, lên đầu một phát này, rồi xuống like này. Hiện tại mắt xem ít rồi mà. Đó. U giời có 10 gì sợ chứ. 03 mới lấy mà đánh 03. U 10 bằng đuôi gì sợ ý. Đến số 10 bằng đuôi dữ. Ô số 10 bằng đuôi gì sợ đi.
giọng dữ. À, hello Nam. À, hello Nam Sipo. Nam Sipo. Vừa hành động. Anh ơi, cho em hỏi xe mình có đi... Thôi, Nam vô đây mình xuống lái à. Xe mình có đi quốc lộ mới chỉ ra lái không ạ? Không đi à? Không. Tiết kiệm lấy nói, mình nói rất nghe nha. Không. Quốc lộ 19 thì đi nhiều mà. Xe điên lính à, đi quốc lộ 19 này, sáng đường. Xe chứ buổi sáng đấy. Buổi sáng mới gửi nó đấy, mới hay bị bỏ hoang rồi đấy. Và xe đi quốc lộ 19 này. À, xe Quang Dũng. Quang Dũng. Xe nữa anh hồi lưu sổ dưới súng và lưu sổ xe uống á. Quang Dũng Đắk Lắk, số 10 mấy tiền lấy 1 triệu thôi. Số xe máy gửi. Đấy. 1 triệu thôi nha anh đây. Số này liên hệ chứ, buổi sáng đi vòng vòng có tiếng rám á. Thôi là buổi sáng 9 giờ là hàng hàng bên 7 giờ, xong rồi 9 giờ là mà hàng xuất phạm là như thế nào. Ừ, thì mình điện trưởng cho khỏe. Thôi là tỉ nữa anh hồi rồi chứ. Tìm cái số đi chứ. Anh hồi lưu sổ chứ ai được má. Xe... Xe... À rồi, cái xe cái đường bên dưới bị tai nạn rồi đúng không? Bị vệ tinh lại cho anh nữa ra. Cái xe đang phim này rồi ra. Đó, số 10 thì 1 triệu. Rồi, chuẩn bị xuống lại đây đâu. Ít mới xem quá. Cho anh em xem chút cho vui thôi. Em bỏ về tầm chặn lại nữa. Mà dán hộp đi mà đi đóng gửi. Rồi. Thôi, mở ra cho mát đi chứ còn lại lũi là tới gì mà. Tới nóng gì vậy chứ hả em? Con này làm sao bán 800 được? À thôi chứ bắt điến bắt tao này một con cuối lái này. Anh lấy phone luôn đấy. Chơi 800 phủ luôn. Bắt điến đó. Anh lấy số phone đi. Anh lấy cho em số phone chốt luôn đấy. Nhanh gọn đấy ra số lái. Rồi anh Trần Đình Thánh nha. Anh chốt thì anh lấy phone này. Cả em xuống lái này. Lấy số phone là số điện thoại đấy. Cái chiếc 800 cá chỗ ta. Chơi luôn, chơi một cú điến luôn. Anh Trần Đình Thánh đang chốt không? Đó. À, một phút nữa mà anh không chốt thì em xuống lái nhá. Đấy. Một phút quay ngược bắt đầu. Đó, anh đem mà vừa chặn chặn tầm chặn lại đấy, đấy. Chim không thể mặt nhau đấy. Vừa làm bỏ mình đó. Chứ là phải vô tắm một phát đã. Nhảy vô mà tắm một phát đã. Rồi làm việc tiếp. Rồi em xin phép xuống lái anh em nhá.